Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chuyên đề 7 ứng dụng duy nhiên học trong chọn giống vật nuôi và cây trồng. Chúng ta đi vào bài thứ nhất, đó là bài chọn giống vật nuôi và cây trồng. Thì như chúng ta đã biết là trong chăn nuôi và trồng trọt thì giống vật nuôi và cây trồng rất quan trọng, và công tác chọn giống luôn luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Và để chọn giống vật nuôi cũng như cây trồng thì đầu tiên chúng ta phải có nguyên liệu chọn lọc. Vậy nguyên liệu chọn lọc của công tác chọn giống là gì? Thì chúng ta đi vào phần thứ nhất, giới thiệu về nguồn gen tự nhiên và nguồn gen nhân tạo. Giới thiệu về nguồn gen tự nhiên và nguồn gen nhân tạo. Chúng ta đi vào một nhỏ là nguồn gen tự nhiên. Nguồn gen tự nhiên. Vậy đầu tiên, nguồn gen tự nhiên là gì? Chúng ta đi vào khái niệm, đó là nguồn gen tự nhiên. Nguồn gen tự nhiên thì chúng ta biết là ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền đều có những giống cây trồng, giống vật nuôi đặc thù, đặc trưng cho cái vùng đó, và được con người chúng ta từ xa xưa chọn lọc rồi lai tạo nuôi trồng để tạo những giống vật nuôi cây trồng ở những vùng miền đó. Như vậy, nguồn gen tự nhiên là tập hợp các giống vật nuôi cây trồng có sẵn trong tự nhiên, của một vùng miền nào đó. Chúng ta có thể lấy ví dụ như các chủng giống ở một địa phương, hay các dạng vật nuôi cây trồng ở một trung tâm phát sinh giống. Và cái nguồn gen tự nhiên này, hay là các chủng giống ở địa phương, hay là các dạng vật nuôi cây trồng ở trung tâm phát sinh giống có đặc điểm gì? Thì chúng ta thấy cái đầu tiên, đó là các chủng giống này, mang các đặc điểm thích nghi với điều kiện
môi trường sống thích nghi với điều kiện và môi trường sống của địa phương đó. Như vậy, đó là cái đầu tiên, nguồn gen tự nhiên. Và cái nguồn gen tự nhiên này sẽ là cái vật liệu khởi đầu, vật liệu đầu tiên để con người chúng ta lai tạo, chúng ta gây đột biến hay chúng ta làm các phương pháp chọn giống khác nhau để tạo ra những giống vật nuôi, cây trồng đa dạng về sau này để chúng ta nuôi trồng trong thực tiễn. Và bây giờ thì chúng ta sang phần 2 nhỏ là nguồn gen nhân tạo. Hai nhỏ là nguồn gen nhân tạo. Chúng ta biết rằng nguồn gen nhân tạo là cái nguồn gen do con người chúng ta đặt ra, do con người chúng ta tạo ra. Đầu tiên chúng ta cũng có khái niệm. Nguồn gen nhân tạo là tập hợp các tổ hợp gen. Nguồn gen nhân tạo là tập hợp các tổ hợp gen về giống vật nuôi và cây trồng. Phát sinh trong quá trình lai tạo. Phát sinh trong quá trình lai tạo của con người. Và nó thường là, ví dụ, nguồn gen nhân tạo là các tổ hợp gen. Nó được lưu giữ. Trong các trung tâm tạo giống, trung tâm lai tạo giống hay là các viện nghiên cứu về các giống vật nuôi cây trồng. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là viện nghiên cứu lúa quốc tế. Viện nghiên cứu lúa quốc tế, ký hiệu là IRRI, đặt ở Philippines, thì mỗi năm nhận được khoảng 60.000 tổ hợp gen mới, 60.000 tổ hợp gen mới về các giống lúa. Viện nghiên cứu lúa quốc tế IRRI đặt ở Philippines thì mỗi năm họ nhận được khoảng 60.000 tổ hợp gen mới về các giống lúa, và đây là cái nơi mà cung cấp các giống lúa cho các vùng miền hay là các quốc gia sản xuất lúa trên thế giới. Thì như vậy, như thầy vừa giới thiệu đến các em, đó là hai cái nguồn gen là một vật liệu khởi đầu cho quá trình chọn và tạo giống, đó là nguồn gen tự nhiên và nguồn gen nhân tạo. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái bước, một cái số phương pháp chọn và tạo giống được giới thiệu trong chương trình sinh học 12 hay là chương trình sinh học phổ thông nói chung. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương pháp tạo giống đầu tiên, chọn tạo giống đầu tiên. Chúng ta sang phần hai lớn. Chọn giống dựa trên nguồn biến dị của họ. Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
Thì trong bài phân ly độc lập của Mendel, chúng ta đã học về biến dị tổ hợp rồi. Chúng ta thấy rằng là trong quá trình, trong cái phép lai của Mendel giữa đậu thuần chủng hạt vàng vỏ trơn với đậu thuần chủng hạt xanh vỏ nhăn, thì ở đời F2 xuất hiện hai cái tổ hợp, đó là hạt vàng vỏ nhăn và hạt xanh vỏ trơn. Thì đó là hai cái tổ hợp được gọi là biến dị tổ hợp. Thì bây giờ chúng ta nhắc lại một chút về khái niệm biến dị tổ hợp. Biến dị tổ hợp là biến dị xuất hiện. Biến dị tổ hợp là biến dị xuất hiện do sự tổ hợp, do sự tổ hợp những tính trạng có sẵn, những tính trạng có sẵn ở đời bố mẹ. Vì vậy, biến dị tổ hợp là biến dị xuất hiện do sự tổ hợp những tính trạng có sẵn ở đời bố mẹ. Và phương pháp cơ bản hay là phương pháp chủ yếu, phương pháp cơ bản để tạo nguồn biến dị tổ hợp đó là phương pháp lai giống. Phương pháp cơ bản, phương pháp chủ yếu để tạo nguồn biến dị tổ hợp đó là phương pháp lai giống. Thì trong phần này chúng ta lại có hai cái phần nhỏ hơn. Thứ nhất đó là chúng ta đi vào phương pháp nhất là tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Phương pháp nhất là tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Thứ nhất là cách tiến hành như sau. Chúng ta có bước một. Chúng ta sẽ tìm hiểu các bước trước và sau đó chúng ta sẽ lấy ví dụ cụ thể để minh họa cho các bước này. Bước một là chúng ta chọn các dòng thuần chủng, chọn các dòng thuần khác nhau. Bước một là chúng ta chọn các dòng thuần khác nhau. Khi chúng ta chọn được cái dòng thuần mà nó mang những tính trạng mà chúng ta muốn lai tạo, thì bước thứ hai, chúng ta sang bước thứ hai là lai các dòng thuần, để tạo tổ hợp gen mong muốn. Lai các dòng thuần khác nhau, tạo tổ hợp gen mong muốn dựa trên kiểu hình. Như vậy, khi mà chúng ta có tổ hợp gen mong muốn rồi, thì đây chưa phải là những giống thuần chủng hay là những dòng thuần chủng, thì chúng ta phải sang bước 3. Cho các tổ hợp gen mong muốn, hãy chọn tổ hợp gen đã lựa chọn, cho cá thể mang các tổ hợp gen đã lựa chọn tự thụ phấn hoặc giao phối lần để tạo dòng thuần chủng.
tạo ra thuần chủng. Vì vậy, đây là ba bước trong quá trình tạo giống thuần chủng dựa trên nguồn biến dị thổ hồng. Thầy nhắc lại một chút là đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn các dòng thuần khác nhau và nó mang những cái kiểu gen, mang những cái kiểu hình mà chúng ta muốn lựa chọn. Và bước thứ hai thì chúng ta cho các dòng này nó like với nhau và ở đời sau sẽ xuất hiện biến dị tổ hợp và chúng ta sẽ chọn cái tổ hợp gen mà chúng ta mong muốn dựa trên kiểu hình. Và sau đó bước cuối cùng là chúng ta cho cái tổ hợp gen, cái cá thể mang cái tổ hợp gen mà chúng ta đã lựa chọn, chúng ta cho nó tự thụ phấn với thực vật hoặc là cho giao phối gần với thực vật để tạo ra dòng thuần chủng. Và chúng ta biết rằng là cái cơ chế tạo biến dị tổ hợp, cơ chế tạo biến dị tổ hợp thì phần này chúng ta đã học ở trong phần tính quy luật di truyền trong cái hai bài của ông Mendel và ông Mọc Cam. Thì chúng ta biết rằng cơ chế tạo biến dị tổ hợp gồm có hai vấn đề. Thứ nhất đó là do sự phân ly độc lập, và tổ hợp tự do, của các cặp gen allele. Nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Do sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen allele nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Trong quá trình giảm phân và tự tinh. Vì vậy, cái cơ chế thứ nhất để tạo biến dị tổ hợp đó là do sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen allele nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh. Và cái cơ chế thứ hai mà khi chúng ta lai tạo tạo biến dị tổ hợp đó là do hiện tượng hoán vị gen. Do hiện tượng hoán vị gen. Thì chúng ta biết rồi là vào kỳ đầu của giảm phân một, của phân bào giảm phân một thì xảy ra hiện tượng cặp nhiễm, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp bắt chéo, sau đó tách rời nhau ra. Một số đoạn bắt chéo quá chặt thì dẫn tới đứt và trao đổi đoạn, tạo nên hiện tượng hoán vị gen. Hoán vị gen có nghĩa là gen đổi chỗ, để gen trội và gen lặng đổi chỗ cho nhau thì tạo nên hiện tượng hoán vị gen. Và cái hiện tượng này cũng tạo ra biến dị tổ hợp. Như vậy trong các phép lai thì có cơ chế tạo biến dị tổ hợp có hai vấn đề như thế chúng ta cần phải nắm được. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ để minh họa cho cái việc cho cái quá trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Các em có thể tham khảo thêm cái ví dụ trong sách giáo khoa cơ bản hay là sách giáo khoa nâng cao thì đều có. Rất nhiều tài liệu tham khảo thì đều có, nhưng mà ví dụ đấy thì khá là dài dòng cho nên thầy lấy ví dụ đơn giản thôi. Chúng ta lấy ví dụ như là lai hai giống lúa thuần chủng, thân cao chín sớm, và thân thấp chín muộn. Lai hai giống lúa thuần chủng, thân cao chín sớm và thân thấp chín muộn. Vậy chúng ta có khoe thuần chủng thân cao chín sớm và thân thấp chín muộn.
giả sử thân cao chín sớm là hai kiểu hình trộn, hai tính nhạc trộn A lớn, B lớn, B lớn, có kiểu gen là A lớn, B lớn. Và thân thấp chín muộn là hai tính trạng lặng có kiểu gen A nhỏ, B lớn. A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ, hai cặp gen này phân ly độc lập. Vậy chúng ta có F1 sẽ có kiểu gen là 100% A lớn, A nhỏ, B lớn, B, B nhỏ. Kiểu hình của nó là 100% thân thấp 9. À xin lỗi các em ạ, kiểu hình của nó là 100% thân cao 9 sớm. Thân cao 9 sớm. Vậy chúng ta cho F1 là F1 thì chúng ta sẽ được F2. Đây chúng ta học rồi, ở trong các bài toán phân ly độc lập của Mendel hay là bài tứ giác gen, các bài tứ giác gen chúng ta học rồi. Chúng ta sẽ F2 chúng ta sẽ thu được 4 kiểu hình với tỷ lệ là 9 thân cao 9 sớm, 9 thân cao 9 sớm, 3 thân cao 9 muộn, 3 thân thấp 9 sớm và 1 thân thấp 9 muộn. Và kiểu gen rút gọn của nó chúng ta có thể biết là 9A lớn gạch B lớn gạch, 3A lớn gạch B nhỏ, B nhỏ, 3A nhỏ, A nhỏ, B lớn gạch và 1A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Đó là kiểu gen chúng ta biết rút gọn trong cái bài, trong cái bảng CUNET, trong khung CUNET trong bài Mendel. Và như vậy chúng ta thấy rằng ở đây có hai cái tổ hợp là thân cao chín muộn và thân thấp chín sớm, nó là hai cái tổ hợp, hai cái biến dị tổ hợp. Cho nên nó tổ hợp những tính trạng có sẵn ở đời bố mẹ ở đời P. Và hai cái tổ hợp này thì con người chúng ta sẽ chọn tổ hợp nào? Chúng ta sẽ lựa chọn tổ hợp này là thân thấp chín sớm. Chúng ta sẽ lựa chọn tổ hợp thân thấp chín sớm để làm giống. Chín sớm thì bao được thu hoạch, và thân thấp đối với lúa hay ngô hay là một số loại cây trồng trồng theo thời gian ngắn ngày, nhất là những cây thân thảo, thì chúng ta thường chọn những cây thấp vì nó ít bị đổ gãy khi có gió bão. Đổ gãy thì ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Và chúng ta chọn cái tổ hợp gen này thì chúng ta biết rằng nó có hai kiểu gen, đó là một A lớn, A lớn và một A nhỏ, A nhỏ, B lớn, B lớn, và hai A nhỏ, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong hai tổ hợp mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta lựa chọn dựa trên kiểu hình, thì ở đây nó có một tổ hợp thuần và một tổ hợp chưa thuần chủng, một tổ hợp là đồng hợp và một tổ hợp là dị hợp. Vậy chúng ta sẽ cho nó tự thụ qua thế hệ tiếp theo, thì cái tổ hợp này mà tự thụ sẽ ra đời sau là 100% A nhỏ, B lớn, B, B lớn. Tổ hợp này mà tự thụ thì đời sau lại ra 3 kiểu gen khác nhau: A nhỏ, B lớn, B lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B. Rồi, tiếp theo chúng ta lại cho tự thụ thêm một thế hệ nữa là A nhỏ, B lớn, B lớn. Cái tổ hợp này tự thụ ra đời sau là A nhỏ, B lớn, B lớn. Cái tổ hợp này sẽ ra đời sau là lại ra ba tổ hợp là A nhỏ, B lớn, B lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ và A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn được hai tổ hợp thuần chủng này để làm giống. Như vậy, đây là một cái ví dụ đơn giản về cách mà chúng ta lai hai cái dòng thuần khác nhau rồi tạo ra biến dị tổ hợp. Rồi chúng ta từ cái biến dị tổ hợp chúng ta chọn cái tổ hợp gen mong muốn, rồi chúng ta cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ để chúng ta chọn ra cái dòng thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Thì đây là cái ví dụ đơn giản mà thầy trình bày với các em, còn các em có thể tham khảo thêm một số ví dụ khác, đặc biệt là ví dụ sách giáo khoa. Thì đây, như vậy thầy vừa giới thiệu đến các em đó là phương pháp chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Đây là một phương pháp khá là phổ biến và dễ tiến hành, dễ làm, dễ tiến hành.
mà nó cũng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của con người chúng ta ngày nay. Con người chúng ta thì luôn luôn có một nhu cầu lớn hơn. Vì vậy chúng ta còn nhiều cái biện pháp khác để chọn giống và tạo giống. Bây giờ chúng ta sang cái biện pháp thứ hai. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cái biện pháp chọn giống thứ hai trong cái phần này. Hai nhỏ đó là tạo giống lai. Tạo giống lai có ưu thế lai cao. Tạo giống lai có ưu thế lai cao. Tạo giống lai có ưu thế lai cao. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. A lớn là khái niệm. Khái niệm. Tạo giống lai có ưu thế lai cao. Vậy ưu thế lai là gì? Chúng ta có khái niệm như sau. Ưu thế lai. Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất chất lượng. Con lai có năng suất chất lượng, sức chống chịu. Sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển. Khả năng sinh trưởng và phát triển. Khả năng sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với các dạng bố mẹ. Tốt hơn hay là ưu thế hơn so với các dạng bố mẹ. Ưu thế hơn hay là tốt hơn so với các dạng bố mẹ thì cái hiện tượng này người ta gọi là ưu thế lai. Trong quá trình lai tạo các cái giống cây trồng vật nuôi, khi mà người ta lai hai dòng khác nhau thì người ta thường thấy là con lai nó có biểu hiện là sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng, rồi sức chống chịu tốt hơn các dạng bố mẹ, thì người ta gọi đó là hiện tượng ưu thế lai. Và để giải thích cho hiện tượng này, để giải thích cho hiện tượng này thì các nhà khoa học họ đưa ra một giả thuyết, người ta gọi đó là giả thuyết siêu trộm. Người ta đưa ra một giả thuyết gọi là giả thuyết siêu trộm. Giả thuyết siêu trộm là như sau. Người ta cho rằng con lai khi lai hai dòng thuần khác nhau, hai hoặc nhiều dòng thuần khác nhau, thì con lai ở trạng thái dị hợp tử. Con lai ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen. Con lai ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen. Con lai ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen thì biểu hiện tốt hơn so với các dạng bố mẹ. Biểu hiện tốt hơn so với các dạng bố mẹ ở trạng thái đồng loạt. Biểu hiện tốt hơn so với các dạng bố mẹ ở trạng thái đồng loạt. Tất nhiên là cái này, cái việc giải thích này thì vẫn chỉ mang tính giả thuyết thôi. Và cái giả thuyết này thì được nhiều người công nhận nhất, vì
khi người ta cho F1 mà lai với nhau tạo ra F2 hoặc F3 thì ở những đời sau cái năng suất, chất lượng và sức chống chịu của con lai nó giảm dần đi. Như vậy khi chúng ta biết rằng là khi mà F1 lai với F1 đó là hiện tượng giao phối gần hoặc là hiện tượng tự phụ, chúng ta đọc vào phần di truyền quần thể thì cái tỷ lệ sĩ hợp nó sẽ giảm xuống và tỷ lệ đồng hợp tử nó sẽ tăng lên, cái tỷ lệ đồng hợp nó sẽ tăng lên. Và khi đó thì người ta sẽ thấy là cái ưu thế lai ở các đời sau nó sẽ giảm đi. Và cái giả thuyết như vậy, cái giả thuyết như vậy tôi gọi là giả thuyết siêu trộm, nghĩa là con lai ở trạng thái dị hợp thì biểu hiện tốt hơn so với cái dạng bố mẹ ở trạng thái đồng hợp. Và chúng ta có thể hiểu nó đơn giản như thế này: giả sử bố mẹ là ở trạng thái đồng hợp a lớn b lớn c lớn d nhỏ d nhỏ, con lai sẽ là a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ c nhỏ và d lớn d nhỏ. Ở bên này là a nhỏ b nhỏ c nhỏ d lớn d lớn. Ví dụ như vậy thì con lai ở trạng thái dị hợp sẽ biểu hiện tốt hơn các dạng bố mẹ ở trạng thái đồng hợp. Và ngoài ra thì để giải thích cho giả thuyết này thì người ta cũng cho rằng là nó có sự tương tác, có sự tương tác giữa các gen. Cùng A con lai ở trạng thái dị hợp là A lớn A nhỏ. Bên này thì chỉ có A lớn A lớn, bên này chỉ A nhỏ A nhỏ. Thì con lai ở trạng thái dị hợp là A lớn A nhỏ, có sự tương tác giữa các gen cùng allele thì giúp cho con lai có sự biểu hiện tốt hơn. Thì người ta cho rằng là ở đây nó có sự tương tác. Ngoài cái giả thuyết siêu trội là con lai gồm có nhiều cặp gen ở trạng thái dị hợp thì nó còn có sự tương tác giữa các gen cùng allele, giúp cho con lai có biểu hiện sinh trưởng phát triển, sức chống chịu, năng suất, chất lượng tốt hơn so với các dạng bố mẹ. Thì đó là cái cách mà người ta giải thích cho hiện tượng ưu thế lai. Và chúng ta sang cái thứ ba, C nhỏ là phương pháp tiến hành. Thì cái phương pháp chủ yếu hay là phương pháp cơ bản đó là lai khác dòng. Phương pháp cơ bản để tạo ưu thế lai thì chúng ta lưu ý thầy đó là phương pháp lai khác dòng, lai khác dòng. Và như vậy chúng ta có bước tiến hành như sau. Chúng ta có bước một là chúng ta sẽ chọn các dòng thuần chủng, chọn các dòng thuần chủng khác nhau. Bước một là chúng ta chọn các dòng thuần chủng khác nhau. Chúng ta hãy lấy ví dụ đơn giản như là người ta lai bò vàng Việt Nam với bò Hà Lan chẳng hạn, hay là lai lợn ỉ với lợn đại bạch vân vân, thì đó là chọn các dòng thuần chủng khác nhau. Và bước thứ hai là lai các dòng thuần chủng khác nhau tạo con lai có ưu thế lai cao, tạo con lai có ưu thế lai cao. Tạo con lai có ưu thế lai cao dùng vào mục đích kinh tế, dùng vào mục đích kinh tế. Tạo con lai có ưu thế lai cao dùng vào mục đích kinh tế. Và trong cái phần này, thì chúng ta cần lưu ý, chúng ta cần chú ý với thầy một số cái lưu ý như sau.
Chúng ta biết là phương pháp cơ bản để tạo ra tạo con lai có ưu thế lai cao đó là phương pháp lai khác dòng. Và đôi khi chúng ta đầu tiên cái lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tiến hành phép lai khắc nghịch, tiến hành phép lai thuận nghịch. Thì có trường hợp thì phép lai thuận thì không tạo ưu thế lai, và phép lai nghịch mới tạo ưu thế lai. Chúng ta lấy ví dụ như là phép lai thuận. Phép lai thuận là bố là dòng A và mẹ là dòng B, anh em. Thì ở phép lai nghịch chúng ta làm ngược lại. Phép lai nghịch chúng ta làm ngược lại là bố là dòng B, lai với mẹ là dòng A. Bố là dòng B, mẹ là dòng A, đó là phép lai thuận nghịch. Đấy, chúng ta đã học rồi. Đấy, đơn cử như là khi người ta lai giống nội, giống nội, giống thuần chủng ở trong nước với một giống nhập nội. Ví dụ như lai bò vàng Việt Nam với bò Hà Lan hay là bò xin của Ấn Độ, thì người ta thường chọn con đực, con bố là con đực và con mẹ là con cái, con mẹ là con giống trong nước và con bố là giống nhập, thì nó sẽ tạo ra con lai ưu thế lai cao. Còn nếu làm ngược lại là con bố là giống nhập, giống trong nước và con mẹ là giống nhập, thì thường con lai không có ưu thế lai cao. Như vậy là trong cái trường hợp này chúng ta phải tiến hành phép lai thuận nghịch. Và cái thứ hai là chúng ta có thể tiến hành lai khác dòng đơn, khác dòng đơn hoặc khác dòng kép. Tiến hành lai khác dòng đơn hoặc là lai khác dòng kép, tiến hành khác lai khác dòng đơn hoặc là khác dòng kép. Khác dòng đơn như sau. Khác dòng đơn thì chúng ta có thể chú ý như là dòng A, dòng A lai với dòng B, lai dòng C, dòng C dùng để sản xuất kinh tế. Khác dòng đơn đơn giản thôi, dòng A lai với dòng B là tạo ra dòng C, và chúng ta dùng dòng C để sản xuất, dùng trong sản xuất. Hay là lai khác dòng kép, khác dòng kép. Chúng ta lấy ví dụ như là dòng A lai với dòng B ra dòng C, và sau đó ở bên này chúng ta lại lai hai dòng khác nhau nữa là dòng C, dòng D lai với dòng E ra dòng F. Rồi, sau đó chúng ta tiến hành lai dòng C với dòng S tạo ra dòng G. Dòng G chúng ta mới dùng dòng G để sản xuất. Dòng G để sản xuất đó là con lai của phép lai khác dòng kép, khác dòng đơn của khác dòng kép. Cũng có trường hợp thì người ta lai ba giống, người ta lai bò vàng Việt Nam với bò sinh của Ấn Độ tạo ra bò lai sinh, từ bò lai sinh người ta lại lai bò Hà Lan để tạo ra một con bò lai mang ba dòng máu là bò Hà Lan, bò sinh Ấn Độ và bò vàng Việt Nam. Thì tùy vào trường hợp người ta sẽ tiến hành lai đơn hay là lai hai dòng, ba dòng hay là bốn dòng để tạo ra con lai có ưu thế lai cao. Và chúng ta thấy là hầu hết ngày nay thì các giống vật nuôi cây trồng của chúng ta hầu hết là những dòng lai để chúng ta tận dụng cái ưu thế lai của con lai. Và cái lưu ý thứ ba trong phần này các em cần phải nắm cho thầy, đó là con lai có ưu thế lai cao, con lai có ưu thế lai cao chỉ dùng để nuôi lấy sản phẩm. Con lai có ưu thế lai cao chỉ dùng để nuôi lấy sản phẩm, không dùng làm giống. Em nhớ là con lai có ưu thế lai cao thì không dùng làm giống, không dùng làm giống. Có nghĩa là chỉ nuôi lấy sản phẩm, chỉ nuôi vào mục đích kinh tế và không dùng làm giống. Vì chúng ta biết rằng là ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở F1. Ưu thế lai chỉ cái phần mà
giả thuyết siêu trội chúng ta đã giải thích rồi là ưu thế lai chỉ biểu hiện cao nhất ở F1 và sau đó giảm dần ở các đời sau F2 và F3. Cho nên là chúng ta không dùng con lai có ưu thế lai cao dùng làm giống mà chỉ dùng để nuôi lấy sản phẩm, chỉ dùng vào mục đích kinh tế. Cho nên cái phép lai mà tạo ra con lai có ưu thế lai cao người ta còn gọi nó là lai kinh tế, không dùng làm giống vì ưu thế lai giảm dần ở đời sau. Vì ưu thế lai giảm dần ở F2, F3, v.v. Và các em lưu ý là giả sử chúng ta có trồng lúa, trồng bắp, trồng đậu và những cái giống có ưu thế lai cao thì trên bao bì người ta cũng ghi rất là rõ là không dùng cái đời sau này là không dùng để làm giống. Có nghĩa là cái hạt đó thì trồng lên lấy sản phẩm thôi, còn chúng ta không dùng nó cái hạt của cái đời sau đó để làm giống vì ưu thế lai cũng giảm đi. Như vậy là trên đây thầy vừa trình bày với các em hai cái biện pháp chọn giống đầu tiên, đó là chọn giống thuần dựa trên một bí thị tổ hợp, và cái thứ hai là tạo giống lai có ưu thế lai cao. Thầy cho chúng ta tiếp tục với cái bài tiếp theo trong chương ứng dụng di truyền học. Bài thứ hai trong công tác chọn và tạo giống đó là tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ. Phần một nhỏ là khái niệm. Về tạo giống. Khái niệm về tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Khái niệm về phương pháp tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Đầu tiên thì chúng ta biết rằng là mỗi một giống, mỗi một kiểu gen sẽ có một năng suất nhất định, mỗi một kiểu gen sẽ có một năng suất nhất định. Và cái thứ hai là mỗi giống vật nuôi cây trồng, mỗi giống lại có một năng suất, mỗi giống lại có một năng suất tối đa trong điều kiện nuôi trồng tối ưu. Mỗi giống vật nuôi cây trồng thì thường sẽ có một cái năng suất tối đa trong một điều kiện vật nuôi, trong điều kiện nuôi trồng tối ưu, Như vậy ở đây thì chúng ta kết luận là mỗi giống vật nuôi cây trồng sẽ có một mức trần về năng suất. Mỗi giống vật nuôi cây trồng sẽ có một mức trần về năng suất. Như vậy để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của con người thì chúng ta sẽ không dừng lại ở đây, không dừng lại ở mức trần này, mà con người chúng ta sẽ tìm mọi cách để cho năng suất, chất lượng của các cái giống vật nuôi cây trồng chúng ta ngày càng cao hơn. Thì một trong những biện pháp đó là chúng ta sử dụng và để nâng cao cái mức trần này thì một trong những biện pháp đó là con người chúng ta sử dụng phương pháp gây đột biến để nâng cao mức trần, nâng cao mức trần về năng suất của giống.
chúng ta sẽ sử dụng phương pháp, chúng ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mà trong đó có phương pháp là gây đột biến để nâng cao mức trần về năng suất của giống. Vậy phương pháp này là gì? Chúng ta có đi vào khái niệm tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là phương pháp sử dụng tác nhân vật lý hoặc hóa học gây biến đổi vật liệu di truyền của các giống vật nuôi cây trồng chúng ta sử dụng các tác nhân vật lý và tác nhân hóa học để gây biến đổi vật liệu di truyền của các giống vật nuôi cây trồng nhằm tạo ra các tổ hợp gen mới để làm gì? Để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của con người chúng ta như vậy đó là khái niệm về phương pháp tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Con người chúng ta sử dụng tác nhân vật lý, tác nhân hóa học để gây biến đổi vật liệu di truyền của các giống vật nuôi cây trồng nhằm tạo ra những tổ hợp gen mới, mà những tổ hợp gen này có thể đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của con người chúng ta. Vậy chúng ta tiến hành như thế nào? Thì chúng ta sang phần thứ hai, hai nhỏ là quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Hai nhỏ là quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Như chúng ta đã biết thì cái quy trình này gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là xử lý mẫu vật. Bằng tác nhân đột biến. Như thầy đã nói ở đây thì chúng ta sử dụng tác nhân đột biến chủ yếu đó là tác nhân vật lý và tác nhân hóa học. Thì chúng ta chú ý trở thành một số điểm. Nhất đó là chú ý về loại tác nhân gây đột biến. Đối với mỗi loại giống vật nuôi cây trồng hay là mỗi loại mẫu vật khác nhau thì chúng ta sử dụng các tác nhân khác nhau làm sao cho nó đạt hiệu quả cao nhất. Chú ý về loại tác nhân gây đột biến. Cái thứ hai là liều lượng, cường độ của tác nhân gây đột biến. Đấy, chúng ta chú ý thời gian xử lý mẫu vật để làm sao mang lại hiệu quả cao nhất cho quá trình gây đột biến ở giống vật nuôi cây trồng, hay là mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình xử lý đột biến ở mẫu vật. Và cái thứ hai là chúng ta cần phải chú ý cách xử lý mẫu vật
hay là loại mẫu vật. Sẽ gây đột biến. Loại mẫu vật sẽ gây đột biến. Chúng ta ví dụ như là thực vật thì chúng ta có thể là gây đột biến ở đỉnh thân, hay là đỉnh rễ, hay là chúng ta có thể gây đột biến ở noãn cầu, gây đột biến ở hạt phấn, hay là chúng ta xử lý hợp tử, hay là chúng ta xử lý gây đột biến ở hạt trước khi nảy mầm, vân vân và vân vân. Thì chúng ta chú ý là tùy cái nhu cầu, cái mục đích và cái loại tác nhân thì mà chúng ta sẽ xử lý ở những cái mẫu vật khác nhau trên cùng cơ thể thực vật. Thì đó là cái bước thứ nhất là xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. Và sau khi xử lý xong rồi, xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến thì chúng ta biết rằng là trong nhân tạo thì con người sử dụng những tác nhân vật lý có định hướng, con người sử dụng tác nhân đột biến có định hướng, và cho nên là cường độ, liều lượng thích hợp, cho nên là tần số đột biến trong đột biến nhân tạo thì thường rất là cao. Và một cái nữa đó là đột biến thì xảy ra ngẫu nhiên, vô hướng, thì có trường hợp thì có dòng đột biến hay là có thể đột biến thì nó mang cái đột biến có lợi hay là thích nghi với cái nhu cầu của con người. Nhưng mà có những cái thẻ đột biến thì mang cái đặc điểm là không có lợi, không thích nghi với cái nhu cầu thị hiếu con người, thì chúng ta phải lựa chọn. Như vậy cái bước thứ hai là lựa chọn các thẻ đột biến, lựa chọn các thẻ đột biến có kiểu hình mong muốn. Lựa chọn các thẻ đột biến có kiểu hình mong muốn. Để lựa chọn các cái thẻ đột biến có kiểu hình mong muốn thì thông thường nhất là chúng ta sẽ dựa trên các đặc điểm có thể nhận biết được. Dựa trên các đặc điểm có thể nhận biết được. Thì đối với cái giống cây trồng thì chúng ta có thể trồng nó lên để cho cái kiểu hình nó biểu hiện ra, rồi chúng ta sẽ lựa chọn những cái kiểu hình mong muốn. Nhưng mà đối với vi khuẩn thì nó là cái loài sinh sản vô tính và có hệ gen đơn, thì chúng ta thường là người ta phân lập dựa trên nguồn biến dị tổ, thường phân lập dựa trên môi trường khuyết dưỡng. Đối với các dòng vi khuẩn mà khi gây đột biến thì người ta thường phân lập dựa trên môi trường khuyết dưỡng. Và để các em hiểu môi trường khuyết dưỡng là gì thì chúng ta sẽ lấy ví dụ sau. Ví dụ cái dòng vi khuẩn khuyết dưỡng đối với chất A thì cái này có nghĩa là vi khuẩn này không thể sinh trưởng và phát triển trên môi trường nuôi cấy, không thể sinh trưởng phát triển trên môi trường nuôi cấy mà thiếu chất A. Như vậy bình thường khi nuôi cấy thì con người chúng ta thường là phải bổ sung
chất A để vi khuẩn sinh trưởng và phát triển. Như vậy, đó là cái dòng vi khuẩn khuyết dưỡng đối với chất A. Khi trong quá trình nuôi cấy thì chúng ta phải bổ sung vào cái môi trường nuôi cấy chất A nào đó để cho cái loài vi khuẩn này sinh trưởng phát triển. Nhưng sau khi gây đột biến, thì chúng ta nuôi cấy các thể đột biến, nuôi cấy thể đột biến trên môi trường thiếu chất A. Sau khi gây đột biến thì chúng ta nuôi cấy trên môi trường thiếu chất A, chúng ta không bổ sung chất A vào. Mà nếu dòng vi khuẩn nào mà nó phát triển được, sinh trưởng phát triển được, dòng vi khuẩn nào mà sinh trưởng phát triển được thì đó là dòng chúng ta cần tìm, đó là dòng vi khuẩn mà chúng ta cần tìm sau quá trình đột biến. Đối với các loại vi khuẩn thì người ta thường nuôi cấy ở môi trường khuyết dưỡng là như thế. Thì đó là biện pháp ấy. Đó là bước thứ hai trong quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, đó là chúng ta lựa chọn các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. Và bước cuối cùng trong phần này, C nhỏ, đối với các giống vật nuôi cây trồng thì chúng ta thường là tạo dòng thuần chủng. Thì ở vật nuôi và cây trồng thì chúng ta biết rồi, đó là chúng ta thường cho tự thụ hoặc là giao phối gần, cho tự thụ hoặc giao phối gần để tạo dòng thuần. Còn đối với vi sinh vật, sau khi lựa chọn được rồi thì chúng ta nhìn nhân lên, chúng ta cho nhân lên để tạo dòng đột biến, nhân lên tạo dòng đột biến mà chúng ta cần thôi. Còn vi sinh vật thì chúng ta không cần, cho chúng ta không sử dụng phương pháp là tự thụ phấn hoặc là giao phối gần để tạo dòng thuần. Tại vì vi khuẩn thì nó chỉ có, thường là vi khuẩn hay vi sinh vật nói chung thì nó thường có hệ gen đơn, cho nên là chúng ta không phải tạo dòng thuần. Và trong cái phần tạo giống bằng phương pháp gây đột biến thì chúng ta lưu ý thầy là một điểm, đó là cái phương pháp này nó đặc biệt có hiệu quả cao. Có hiệu quả cao đối với vi sinh vật. Vì sao chúng ta nắm thầy hai điểm. Thứ nhất là vì chúng có tốc độ sinh sản nhanh. Và dễ dàng phân lập các dòng đột biến. Mà vì sao chúng dễ dàng phân lập? Vì chúng có hệ gen đơn. Có nghĩa là trong tế bào của nó thì nó không có cặp của chúng thì nó không có những cặp gen allele kia tồn tại cặp những sắc thể tương đồng như ở những sinh vật lưỡng bộ, mà chúng có hệ gen đơn, cho nên là gen đột biến thường được biểu hiện ngay ra kiểu hình.
Vậy gen đột biến của chúng thì thường được biểu hiện ngay ra kiểu hình. Cho nên là điều này giúp chúng ta dễ dàng phân lập các dòng đột biến, dễ dàng phân lập các dòng đột biến. Và như vậy em lưu ý thầy là cái phương pháp này thì đặc biệt có hiệu quả cao đối với các chủng vi sinh vật, các chủng vi sinh vật. Và bây giờ chúng ta sang cái phần cuối cùng của bài này, đó là một số hình thức ba nhỏ, một số thành tựu ở Việt Nam, một số thành tựu ở Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về một số hình tượng. Thứ nhất là một số thành tựu trong công tác tạo giống bằng phương pháp đột biến bằng cách sử dụng tác nhân vật lý. Tác nhân vật lý thì ở mặt tác nhân vật lý gây đột biến thì chúng ta có một số tác nhân như là tia gamma, tia gamma hay tia từ ngoại, tia từ ngoại hay chúng ta gọi là tia UV, hay là cái hiện tượng sốc nhiệt. Sốc nhiệt thì những cái tác nhân này nó đều có khả năng gây đứt gãy các phần tử ADN, hay là các nhiễm sắc thể, nó có khả năng gây đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể, và từ đó thì nó sẽ tạo ra các thể đột biến, và chúng ta sẽ chọn lọc các thể đột biến này có lợi với cái nhu cầu thiết yếu con người. Chúng ta có thể dùng làm giống, hoặc là chúng ta dùng để làm cái dạng bố mẹ mà chúng ta lai tạo các cái cỏ gen mà chúng ta mong muốn. Để chúng ta thấy lấy một số cái ví dụ về thành tựu như sau. Ví dụ như là người ta xử lý từ cái giống lúa mộc tuyền, đây là cái giống lúa thuần chủng của Việt Nam ta, thì người ta xử lý nó thành bằng tia gamma, để tạo ra giống lúa đột biến MT1 có nhiều đặc tính quý như là chịu phèn chịu chua rồi chín sớm, rồi thấp cây cứng, cây thấp cây thì cây cứng ít bị đổ gãy, hay là năng suất tăng từ 15-20%, năng suất tăng từ 15-20%. Đó là một cái ví dụ về cái giống lúa mộc tuyền người ta gây đột biến bằng tia gamma, bằng tác nhân vật lý. Hay là từ cái giống ngô ban đầu, giống ngô M1, thì người ta sử dụng tác nhân vật lý, người ta gây đột biến tạo ra 12 dòng đột biến khác nhau, và từ 12 cái dòng này người ta biết chọn lọc ra cái giống lúa, giống ngô DT1, giống ngô DT1 này có một số đặc tính quý như là chín sớm rồi năng suất tăng rồi hàm lượng protein tăng khoảng 1,5%. Thì đó là những cái đặc tính tốt của cái dòng ngô DT1 khi người ta gây đột biến từ cái dòng ngô ban đầu, từ cái giống ngô ban đầu là giống ngô M1. Thì đó là một số cái thành tựu trong công tác tạo giống bằng cách sử dụng tác nhân vật lý. Và chúng ta sang cái phần cuối cùng của bài này, chúng ta sang phần B, đó là thành tựu
thành tựu khi sử dụng, thì viết tắt là thành tựu khi sử dụng tác nhân hóa học. Thành tựu khi chúng ta sử dụng cái tác nhân đột biến là các tác nhân hóa học để gây đột biến tạo giống vật nuôi cây trồng. Về mặt tác nhân hóa học thì chúng ta có một số tác nhân như sau. Một số tác nhân phổ biến, tác nhân phổ biến trong công tác chọn và tạo giống thì chúng ta có như là colchicin. Colchicin, chúng ta biết rằng là colchicin là cái hóa chất nó gây cản trở sự hình thành thoi phân bào, thoi màu sắc, làm cho nhiễm sắc thể nhân đôi và không phân ly, có thể giúp chúng ta tạo ra thể đa bội hoặc là tứ bội hay là 5BU. 5BU là tên đầy đủ là 5-brom, 5-brom uracil, 5-brom uracil hay là EMS, thì tên đầy đủ của nó là etin metan sulfonat. Etin metan sulfonat hay là NMU, tên đầy đủ của nó là nitrozo. Metin ure, vân vân. Thì đó là một số hóa chất mà chúng ta sử dụng trong công tác tạo giống. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là ví dụ thứ nhất như là từ cái giống táo ta lập gia lập, giống táo gia lập. Người ta xử lý nó bằng tác nhân là NMU để tạo ra giống táo má hồng. Táo má hồng. Sở dĩ người ta gọi nó là giống táo má hồng tại vì cái phía mà quả táo được chiếu nắng, chiếu ánh nắng thì nó thường có màu hồng hồng, cho nên người ta gọi nó là giống táo má hồng. Và cái giống, từ cái giống táo ra lọc ban đầu thì nó tạo giống táo má hồng. Giống táo má hồng này có nhiều đặc tính quý như là một năm cho 2 vụ quả, quả to hơn, giòn hơn, ngọt hơn và có hàm lượng đường tăng lên. Thì như vậy là đó là chúng ta tạo ra cái giống mới có những đặc tính quý. Hay là từ người ta xử lý colchicin, xử lý bằng tác nhân colchicin. Colchicin thì người ta tạo ra tạo giống nho hay là dưa hấu. Nho dưa hấu không hạt, nho dưa hấu không hạt, vân vân. Thì chúng ta biết là colchicin là cái hóa chất mà nó gây đột biến tạo thành thể tứ bội, cái đột biến đa bội hóa tạo thể tứ bội. Và từ thể tứ bội đó chúng ta lai ngược lại với thể lưỡng bội ban đầu thì nó tạo ra thể tam bội, thể tam bội 3N không hạt. Hay là cũng từ colchicin này người ta tạo ra giống, tạo ra giống dâu tằm, dâu tằm 3N VH13, VH13 3N. Cái giống này có lá dày bản to, lá dày bản to rồi nhiều lá, năng suất tăng cao, dùng trong công nghệ trong công nghiệp dâu tằm để sản xuất tơ tằm. Hay là người ta còn sử dụng những hóa chất để sử dụng các nhân vật lý để người ta tạo ra những cái chủng vi sinh vật, giống như là ví dụ như là người ta xử lý ở penicillin để tạo ra cái chủng penicillin, nấm penicillium có cái hoạt tính penicillin tăng gấp 200 lần, vân vân. Và chúng ta nếu kể ra hết thì chúng ta có rất nhiều cái ứng dụng hay những cái thành tựu bằng tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Thì trên đây thầy chỉ kể sơ bộ một số những ví dụ sách giáo khoa của chúng ta, và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt. Xin chào các em.
Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục chương ứng dụng di truyền và chúng ta sang bài tiếp theo, tạo giống bằng công nghệ tế bào. Thì trong công tác tạo giống chúng ta có hai vấn đề, đó là tạo giống vật nuôi và tạo giống cây trồng. Thì trong cái bài này chúng ta cũng có hai vấn đề cần tìm hiểu, đó là tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật và tạo giống bằng công nghệ tế bào động vật. Chúng ta đi vào phần thứ nhất. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là công nghệ tế bào thực vật. Đầu tiên trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp thứ nhất, đó là nuôi cấy hạt phấn. Phương pháp thứ nhất là nuôi cấy hạt phấn. Để các em hiểu cái quy trình nuôi cấy hạt phấn thì chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta lấy tìm hiểu quy trình như sau. Chúng ta giả sử tế bào mẹ hạt phấn, đây là tế bào mẹ hạt phấn, có các cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D lớn, E lớn E nhỏ. Giả sử chúng ta xét 4 cặp gen như vậy thì cái tế bào mẹ hạt phấn này sẽ cho ra 8 loại giao tử. Cái cơ thể có kiểu gen này sẽ cho ra 8 loại giao tử. Và giả sử từ cái cơ thể này chúng ta thu được các hạt phấn có kiểu gen như là A lớn, B lớn, D lớn, E lớn, hay là chúng ta thu được hạt phấn mang các gen như là A lớn, B nhỏ, D lớn, E nhỏ. Hoặc là chúng ta thu được hạt phấn có kiểu mang các gen A nhỏ, B lớn, D lớn, E nhỏ, vân vân. Vậy chúng ta có tổng cộng 8 loại hạt phấn, các loại hạt phấn. Và chúng ta sẽ đem các hạt phấn này chúng ta nuôi cấy. Chúng ta nuôi cấy. Trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo. Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo. Thì các hạt phấn này sẽ sinh trưởng tạo thành mô đơn bộ. Mô đơn bộ. Mô đơn bộ. Và ở cái mô đơn bộ này thì chúng ta sẽ tiến hành chọn lọc. Chúng ta tiến hành chọn lọc. Nuôi cấy cái hạt phấn này tạo thành mô đơn bộ từng dòng riêng biệt, và sau đó chúng ta tiến hành chọn lọc. Chúng ta chọn lọc được hạt phấn mang kiểu gen mong muốn. Thầy giả sử là cái hạt phấn mà chúng ta mong muốn chọn lọc có các gen là A lớn, B nhỏ, D lớn, E nhỏ. Và sau khi chọn lọc xong rồi thì chúng ta đem lưỡng bội hóa và nó sẽ tạo thành cây lưỡng bội có kiểu gen A lớn, B nhỏ, D lớn, E nhỏ. Như vậy, đây là quy trình nuôi cấy hạt phấn đơn bội tạo thành cây lưỡng bội. Như vậy, chúng ta thấy cái đặc điểm về bộ gen của cây lưỡng bội này là gì? Đặc điểm về bộ gen của cây lưỡng bội này là nó đồng hợp về tất cả các gen, đồng hợp về tất cả các gen. Như vậy, chúng ta có ý nghĩa của phương pháp này, đó là
Tạo giống cây trồng. Tạo giống cây trồng. Có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen. Tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen. Và chúng ta ứng dụng, chúng ta ứng dụng đối với các giống cây trồng, chúng ta ứng dụng đối với các giống cây trồng và chúng ta chọn lọc các cái đặc điểm hay là các cái tính trạng, các đặc điểm hay là các tính trạng, ví dụ như là chọn các giống cây trồng có khả năng chịu hạn hay là chịu lạnh hay là chịu phèn. Rồi chịu được đất mặn hay là khả năng chống chịu sâu bệnh. Khả năng chống chịu sâu bệnh vân vân. Và chúng ta ví dụ, thầy lấy ví dụ bằng cái phương pháp nuôi cấy hạt phấn tạo thành mô đơn bội hay là dòng đơn bội, sau đó người ta chọn lọc được cái dòng mong muốn rồi thì người ta lưỡng bội hóa để tạo thành cây lưỡng bội. Và bằng cái phương pháp này thì người ta đã chọn ra dòng lúa chim chịu lạnh, chọn được dòng lúa chim chọn lọc được dòng lúa chim chịu lạnh. Thì chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta thì một năm có thường trồng lúa hay trồng rau màu thì người ta có 3 vụ, là vụ 2 vụ chính là vụ đông xuân và vụ hè thu. Thì cái vụ đông xuân người ta gọi là vụ chiêm, ở phía Bắc và miền Trung thì người ta gọi là vụ chiêm. Còn cái vụ hè thu thì người ta gọi là vụ mùa. Ngoài ra chúng ta còn có một vụ đông nữa. Và cái vụ đông xuân hay còn gọi là vụ chiêm thì thường cái thời điểm này khi chúng ta cấy lúa thì nó rét, cho nên là người ta đã đem cái hạt phấn của cái dòng lúa ban đầu, người ta nuôi cấy trong môi trường từ 8 đến 10 độ C, 8 đến 10 độ C, và nếu hạt phấn nào mà nó chịu được cái nhiệt độ đó và nó sinh trưởng phát triển thì chúng ta sẽ chọn lọc và sau đó chúng ta lưỡng bội hóa lên tạo thành cái dòng lúa chiêm chịu lạnh. Đó là cái phương pháp mà người ta chọn lọc cái hạt, cái dòng lúa chiêm chịu lạnh từ cái hạt phấn ban đầu. Và một cái chúng ta cần phải lưu ý đó là cái tính trạng đã được chọn lọc, các tính trạng đã được chọn lọc sẽ di chuyển ổn định, rất ổn định vì kiểu gen của cây lưỡng bội. Vì kiểu gen của cây lưỡng bội là đồng hợp về tất cả các gen. Cho nên là cái tính trạng, những cái tính trạng mà chúng ta đã chọn lọc thì thường là rất ổn định. Chúng ta tiếp tục với công nghệ nuôi bào thực vật thứ hai, đó là công nghệ
nuôi cấy mô tế bào. Nuôi cấy mô thực vật in vitro. Nuôi cấy mô thực vật in vitro tạo mô sẹo. Đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu cái quy trình như sau. Đầu tiên người bước thứ nhất là người ta thu nhận mô thực vật. Mô thực vật. Cái mô thực vật này thường người ta thu nhận đó là đỉnh sinh trưởng của cây, như là đỉnh chồi hay là đỉnh rễ. Sau đó người ta đem nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp. Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp thì nó sẽ tạo thành mô sẹo. Mô sẹo hay người ta còn gọi là mô callus. Mô callus. Sau khi nuôi cấy trong ống nghiệm hay trong môi trường dinh dưỡng thích hợp thì mô thực vật từ cái cây ban đầu nó sẽ phát triển thành mô sẹo, hay còn gọi là mô callus. Tiếp theo đó người ta sẽ chuyển nó sang môi trường tạo chồi. Môi trường tạo chồi. Chúng ta biết rằng chúng ta đã được học đó là do cái sự tương quan giữa các hormone kích thích sinh trưởng là auxin và cytokinin. Nếu cái hàm lượng auxin thấp hơn hàm lượng cytokinin thì cây sẽ ra chồi. Cây sẽ ra chồi. Mô sẽ phát triển thành chồi. Sau đó người ta lại chuyển sang cái môi trường tạo rễ. Sau đó người ta chuyển sang môi trường tạo rễ. Môi trường tạo rễ cũng cái môi trường này thì nó khác với môi trường tạo chồi ở chỗ là tương quan giữa hormone auxin và hormone cytokinin. Và sau khi tạo chồi tạo rễ xong thì nó sẽ phát triển thành cây con trong ống nghiệm. Cây con trong ống nghiệm. Và sau một thời gian khi cây con đủ lớn thì người ta sẽ tách cây con trong ống nghiệm ra và trồng trong vườn ươm. Và trồng cây con trong vườn ươm, khi mà cây con đủ lớn, đủ cứng cáp thì người ta sẽ trồng trong trên đồng, sẽ đem ra trồng trên đồng ruộng. Vậy thì cái phương pháp này nó có nó dựa trên cơ sở là gì? Để chúng ta mới biết rằng cái cơ sở khoa học cái phần này thầy chỉ nhắc lại một chút thôi vì chúng ta đã học rồi. Và cơ sở khoa học của việc này là nhờ cái tế bào thực vật hay là mô thực vật, nó có khả năng phản phân hóa từ mô thực vật đỉnh sinh trưởng, đỉnh chồi hay đỉnh rễ. Khi chúng ta đem nuôi cấy thì nó phát triển trở lại, nó phát triển thành mô sẹo. Như vậy là nó có khả năng phản phân hóa về cái dạng phôi sinh. Phôi sinh là phôi nó chưa phân, bao gồm tế bào chưa phân hóa thành thân rễ lá. Và như vậy là mô thực vật khi đem nuôi cấy thì nó có khả năng phản phân hóa trở về dạng phôi sinh. Và cái dạng phôi sinh này khi chúng ta tiếp tục nuôi cấy với sự tương quan của hormone kích thích sinh trưởng thì nó lại biến hóa hay là phân hóa thành mô lá, mô thân, mô rễ, và từ đó nó phát triển thành cây con hoàn chỉnh và phát triển thành cây con hoàn chỉnh và chúng ta có thể đem đi trồng trong thực tế. Như vậy cơ sở khoa học đó là khả năng, dựa trên khả năng phản phân hóa. Dựa trên khả năng phản phân hóa và phân hóa hay chúng ta còn gọi là biến hóa của tế bào thực vật. Dựa trên khả năng phản phân hóa và phân hóa của tế bào thực vật khi chúng ta thực hiện trong môi trường nuôi cấy in vitro, có nghĩa là trong ống nghiệm, thì tế bào thực vật nó có khả năng này và từ cái mô đem nuôi cấy thì nó phát triển thành cây con hoàn chỉnh. Và cái điều này thì nó không có ở tế bào động vật. Thì đó là
cơ sở khoa học của cái kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào. Vậy cái quy trình này nó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là chúng ta chỉ cần thu nhận một cái đỉnh sinh trưởng ở một cây con, một cá thể thực vật, thì chúng ta có thể nuôi cấy ra hàng nghìn cây con khác nhau, hàng nghìn cây con giống cây mẹ ban đầu. Như vậy cái ý nghĩa thứ nhất là nó giúp nhân nhanh, giúp nhân nhanh giống cây trồng, giúp nhân nhanh giống cây trồng có năng suất cao, giúp nhân nhanh một cái giống cây trồng có năng suất cao, có chất lượng tốt, chất lượng tốt, thích nghi với một điều kiện sinh thái nhất định, thích nghi với một điều kiện sinh thái nhất định, thích nghi với điều kiện sinh thái nhất định và có khả năng chống chịu sâu bệnh, có khả năng chống chịu sâu bệnh. Có khả năng chống chịu sâu bệnh. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Và cái ý nghĩa thứ hai đó là từ một cái mô thực vật mà chúng ta thu nhận ban đầu, từ cái mẫu mô thực vật thu nhận ban đầu, chúng ta có thể, như thầy đã nói là chúng ta có thể nuôi cấy tạo ra hàng nghìn cây con có kiểu gen giống hệt nhau và giống hệt cây mẹ ban đầu. Như vậy cái ý nghĩa thứ hai đó là tạo giống cây trồng đồng nhất về kiểu gen, tạo ra hàng nghìn cây con, một lần tạo ra hàng nghìn cây con đồng nhất về kiểu gen, nghĩa là các cây con này hoàn toàn giống nhau về kiểu gen và giống với kiểu gen của cây mẹ ban đầu mà chúng ta đã thu nhận mô. Và nếu chúng ta nuôi cấy, cái môi trường nuôi cấy của chúng ta sạch bệnh thì các cây con này cũng hoàn toàn sạch bệnh. Thông thường thì trong những cái môi trường nuôi cấy thì chúng ta phải đảm bảo cái điều kiện là vô trùng, cho nên là chúng ta sẽ tạo ra những giống cây trồng sạch bệnh. Đó là ý nghĩa thứ hai. Và cái ý nghĩa thứ ba là nó giúp con người chúng ta giúp nhân nhanh các giống thực vật hay là giống cây trồng quý hiếm. Giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm. Chúng ta phải lấy một ví dụ như là sâm ngọc linh. Sâm ngọc linh thì hiện nay người ta áp dụng cái công nghệ này rất là phổ biến để người ta nhân nhanh những giống cây trồng quý hiếm để người ta trồng, để người ta nuôi trồng và sản xuất, hoặc là giúp nhân nhanh các giống cây trồng khó sinh sản vô tính, giống cây trồng khó sinh sản hữu tính. Khó sinh sản hữu tính trong tự nhiên. Khó sinh sản hữu tính trong tự nhiên. Thì chúng ta có thể lấy một cái ví dụ điển hình. Như đó là phong lan.
Chúng ta thấy là phong lan là một loài khó sinh sản tự tính trong tự nhiên, và hiện nay thì chúng ta trồng phong lan rất là phổ biến ở các nhà vườn cũng như là các gia đình trong thành phố hay ở mọi nơi. Thì nhờ ứng dụng công nghệ cây mô và tế bào này thì người ta nhân rất nhanh cái giống các giống phong lan khác nhau. Thì đó là cái ý nghĩa của nuôi cây mô và tế bào thực vật. Chúng ta tiếp tục với công nghệ tế bào thực vật thứ ba. Công nghệ thứ ba đó là tạo giống. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào soma có biến dị. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào soma có biến dị. Thì đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu quy trình của cái phương pháp này. Quy trình của phương pháp này, chúng ta biết rằng tế bào soma hay còn gọi là tế bào sinh dưỡng là tế bào có mô hình thể 2N, tế bào soma. Từ dòng tế bào này chúng ta đem nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp. Chúng ta đem nuôi cấy thì nó tạo ra nhiều dòng tế bào soma có tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau. Và từ nhiều dòng tế bào soma có tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau này, chúng ta sẽ chọn lọc được dòng tế bào, chọn lọc được dòng tế bào soma có tổ hợp biến dị cao, có tổ hợp biến dị cao, và chúng ta chọn lọc những dòng tế bào soma có biến dị cao này để làm giống. Và từ đây chúng ta chọn lọc nó xong rồi thì chúng ta sử dụng nó để làm giống. Như vậy nhìn vào quy trình thì chúng ta thấy rằng là khá đơn giản, nhưng cái vấn đề ở chỗ là tại sao từ cái dòng tế bào soma ban đầu này mà khi chúng ta đem nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thì nó lại tạo ra nhiều dòng tế bào soma có tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau. Thì chúng ta cùng tìm hiểu vào cơ sở của quy trình này. Cơ sở như thầy đã nói là từ cái dòng tế bào soma 2N ban đầu, tại sao khi đem nuôi cấy lại có thể tạo ra nhiều dòng tế bào có tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau? Thì cơ sở của quy trình này là người ta dựa trên hiện tượng đột biến nhiễm sắc thể, và cụ thể là dựa trên hiện tượng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tạo các thể lệch bộ. Cái phần này thì chúng ta đã học ở trong chương biến dị rồi, trong chương biến dị đột biến gen và đột biến nhiễm thể rồi. Hoặc là người ta cũng có thể dựa trên cái hiện tượng đó là đột biến gen hoặc là đột biến cấu trúc nhiễm thể, nhưng mà chủ yếu là dựa trên hiện tượng đột biến số lượng nhiễm thể để tạo các thể lệch bộ. Và từ đó thì người ta sẽ lựa chọn ra các dòng tế bào soma có biến dị cao và người ta chọn làm giống. Như vậy ý nghĩa của quy trình này, ý nghĩa đó là tạo các giống có kiểu gen khác nhau, tạo các giống cây trồng có kiểu gen khác nhau từ dòng tế bào
Soma ban đầu. Quy trình này giúp chúng ta tạo các giống cây trồng có kiểu gen khác nhau từ dòng tế bào Soma ban đầu. Chúng ta có thể lấy một ví dụ trong thực tiễn, đó là từ giống lúa, từ giống lúa CR203, từ giống lúa CR203 bằng phương pháp này thì người ta đã chọn lọc ra cái giống lúa DR2 có khả năng chống chịu nóng hay là chịu hạn và có năng suất cao. Thì đó là cái phương pháp thứ ba, đó là cái công nghệ tế bào thực vật thứ ba, đó là tạo giống bằng chọn dòng tế bào Soma có biến dị. Chúng ta tiếp tục sang cái công nghệ thứ tư, cái công nghệ tế bào thực vật thứ tư, đó là dung hợp tế bào trần, công nghệ dung hợp tế bào trần. Và để hiểu công nghệ dung hợp tế bào trần là gì thì đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu quy trình của công nghệ này. Quy trình đầu tiên, chúng ta lấy tế bào 2N bằng 24 của cà chua. Và chúng ta cũng lấy tế bào 2N của một loại khác bằng 48, đó là tế bào sinh dưỡng của khoai tây. Tế bào sinh dưỡng của khoai tây và tế bào sinh dưỡng của cà chua. Từ cái tế bào 2N của cà chua và tế bào 2N và tế bào sinh dưỡng 2N của khoai tây, chúng ta tiến hành loại bỏ vách cellulose, chúng ta tiến hành loại bỏ vách cellulose thì chúng ta có được cái tế bào 2N. Cái tế bào này có bộ nhiễm sắc thể vẫn là 2N bằng 24 và 2N bằng 2 và 2N bằng 48. Và nó chỉ khác biệt một chỗ là cái hai tế bào này nó không còn vách cellulose thì người ta gọi nó là tế bào trần. Và sau đó người ta tiến hành dung hợp hai cái tế bào trần này thành một cái tế bào lai. Tế bào lai này có 2N, 2N bằng 24 của loài cây của cây cà chua và 2N bằng 48 của cây khoai tây. Như vậy thầy giả sử là nó mang mỗi thầy có 2N của loài A là cây khoai tây và cộng với 2N của loài B. Xin lỗi, 2N A là của cây cà chua và 2N B là của cây khoai tây. Sau đó người ta đem nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp thì nó sẽ phát triển thành cây lai. Đem nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp cái tế bào lai này cho nó phát triển thành cây lai. Như vậy cây lai này mang bộ nhiễm sắc thể của khoai tây, bộ nhiễm thể 2N của khoai tây và bộ nhiễm thể 2N của cây cà chua. Như vậy cây lai này có bộ thể là 2N của loài A cộng với 2N của loài B. Và chúng ta thấy rằng cái cây lai này nó giống như cái cây lai giữa cây bắp cải và cây củ cải trong cái công trình của cà phê trên cô, mà nó được gọi là thể song y bội hay là gọi là thể dị đa bội. Nhưng trong cái phương pháp của Kamichenko thì đó là cái phương pháp để ông tạo cây lai mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài, đó là phương pháp lai xa kèm đa bội hóa. Và chúng ta cũng biết rằng là lai xa kèm đa bội hóa thì nó chỉ tiến hành được với những loài thực vật có họ hàng thân thuộc như là bắp cải, củ cải
hay là lúa mì trồng và lúa mì hoang dại. Còn ở đây cây cà chua có bộ thể là 2N/24 và cây khoai tây có bộ nhân thể 2N/48. Đây là hai loài có họ hàng xa nhau. Thì hai cái loài này chúng ta không thể tiến hành lai xa được, thì người ta sử dụng phương pháp loại bỏ vách cellulose tạo thành tế bào trần, tạo tế bào trần của hai loài, sau đó dung hợp tế bào trần của hai loài này tạo thành tế bào lai, sau đó nuôi cấy tế bào lai tạo thành cây lai mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài. Như vậy ý nghĩa của phương pháp này là gì? Ý nghĩa của phương pháp này đó là tạo cây lai mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài, mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bột của hai loài, tạo cây lai mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bột của hai loài. Và chúng ta chú ý là hai loài có họ hàng cách xa nhau. Mà phương pháp lai xa kèm đa bộ hóa không làm được. Vì vậy, cái phương pháp này tạo ra cây lai mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bột của hai loài, và hai loài này thường là hai loài có họ hàng cách xa nhau. Mà cái phương pháp lai xa kèm đa bộ hóa trong công trình của Kapelenko thì không áp dụng được trong trường hợp này. Như vậy, nó mở ra cái hướng, cái phương pháp này mở ra hướng tạo giống cây trồng mới. Mà mang bộ thể của hai hay nhiều loại khác nhau. Và chúng ta cũng cần lưu ý thêm một cái điểm trong cái quy trình này. Lưu ý đó là vậy làm thế nào để người ta có thể dung hợp hai tế bào trần, có nghĩa là hai tế bào đã loại bỏ cái vách cellulose với nhau để tạo thành tế bào lai. Thì để dung hợp tế bào trần, người ta thường sử dụng một số phương pháp như sau. Dung hợp tế bào trần bằng phương pháp thứ nhất và phổ biến đó là người ta sử dụng muối canxi cloro. Phương pháp người ta thường hay sử dụng là sử dụng muối canxi cloro CaCl2 cộng với sung điện cao áp. Sung điện cao áp là khoảng 5000 V để cho làm cho hai tế bào trần bị giãn mạc sinh chất, và hai tế bào trần giãn mạc sinh chất thì có thể hòa hợp với nhau thành một. Hoặc là người ta có thể sử dụng keo sinh học. Ethylene glycol để hòa hợp hai tế bào này thành một tế bào. Như vậy thầy vừa trình bày với các em cái công nghệ, bốn cái công nghệ tế bào thực vật trong tạo giống cây trồng. Chúng ta tiếp tục với phần thứ hai, đó là công nghệ tế bào động vật. Trong cái công nghệ tế bào động vật này thì chúng ta có
hai cái công nghệ chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Chúng ta đi vào công nghệ thứ nhất, đó là công nghệ cấy chuyển phôi. Cấy chuyển phôi. Cái công nghệ cấy chuyển phôi động vật này, người ta dựa trên cái cơ sở đó là hiện tượng sinh đôi hay là sinh ba ở con người nói riêng hay là động vật nói chung. Thì đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu về quy trình của công nghệ này. Quy trình chúng ta giả sử là chúng ta có hai cá thể động vật nuôi giống tốt, quý hiếm, giống tốt hoặc là quý hiếm mà chúng ta muốn nhân nhanh cái giống vật nuôi này, thì chúng ta cho đầu tiên từ cá thể đực chúng ta thu nhận tinh trùng và từ cá thể cái ban đầu chúng ta thu nhận trứng N và tinh trùng N. Sau đó chúng ta cho thụ tinh trong ống nghiệm thì chúng ta thu được phôi hợp tử 2N, hợp tử 2N. Và từ cái hợp tử này chúng ta tiếp tục đem nuôi cấy trong ống nghiệm thì nó sẽ tạo thành phôi. Từ hợp tử chúng ta đem nuôi cấy trong ống nghiệm thì hợp tử sẽ phát triển thành phôi. Và nếu cái phôi này mà chúng ta đem cấy lại trong cơ thể cá thể cái thì nó chỉ sinh ra một cá thể con thôi. Nhưng người ta ứng dụng kỹ thuật, người ta sử dụng kỹ thuật cắt phôi. Sử dụng kỹ thuật cắt phôi. Sử dụng kỹ thuật cắt phôi. Vậy từ một phôi ban đầu thì người ta có thể tạo ra nhiều phôi. Tạo ra nhiều phôi. Có kiểu gen, có bộ nhân thể hoàn toàn giống nhau. Như vậy, từ cái phôi ban đầu, người ta ứng dụng cái kỹ thuật cắt phôi, giống như là phân tách thành nhiều phôi và chúng ta thành nhiều phôi khác nhau, người ta lại tiếp tục nuôi cấy trong ống nghiệm. Và khi người ta nuôi cấy tới một mức nào đó thì người ta cấy nó vào các phôi này vào cấy vào các cá thể cái, các thể cái để nó mang thai. Người ta cấy nhiều phôi này vào các cá thể cái để nó mang thai và sau đó nó sinh ra một đàn đàn con có kiểu gen giống nhau, có kiểu gen giống nhau. Như vậy đây là cái quy trình của kỹ thuật cấy chuyển phôi. Thầy có thể nhắc lại một chút là đầu tiên đây thu nhận tinh trùng từ cá thể đực và trứng từ cá thể cái. Đây là hai cá thể giống tốt hoặc là quý hiếm mà người ta muốn nhân giống. Sau đó người ta cho trứng và tinh trùng thụ tinh trong ống nghiệm tạo thành hợp tử và người ta nuôi cái hợp tử trong ống nghiệm để nó phát triển thành phôi. Và người ta sử dụng kỹ thuật cắt phôi, từ cái phôi ban đầu thì người ta sẽ thu nhận được nhiều phôi, nhiều phôi có bộ thể hay là có kiểu gen giống nhau. Và sau đó đây, chúng ta có nhiều phôi này thì chúng ta cấy mỗi phôi hoặc một phôi hoặc hai phôi để tùy vào từng loại. Người ta cấy cái phôi này vào cá thể cái, cá thể cái này có thể được coi đó là cá thể mang thai hộ. Và cái cá thể cái này nó mang thai thì nó sinh ra một đàn con có kiểu gen giống nhau. Và thực tế cái đàn con này có kiểu gen giống bố và mẹ của nó ban đầu. Thì đây người ta gọi là quy trình kỹ thuật cấy chuyển phôi. Ngoài ra thì trong trường hợp này người ta còn có một cái biện pháp khác nữa, đó là người ta có thể dùng hormone kích thích để cho cá thể cái ban đầu này nó rụng nhiều trứng và sau đó người ta cho thụ tinh thì nó sẽ tạo nhiều phôi luôn. Nhưng mà các cá thể này lại có thể là có kiểu gen khác nhau, Còn trong phương pháp mà cắt phôi từ một phôi ban đầu chúng ta cắt thành nhiều phôi nhỏ thì các cá thể con sinh ra thì có kiểu gen hoàn toàn giống nhau. Đây là quy trình kỹ thuật
cấy chuyển phôi. Và như vậy cái quy trình này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa đó là thứ nhất, tạo cái đàn giống, tạo đàn giống vật nuôi có kiểu gen đồng nhất, đồng nhất, tạo đàn giống vật nuôi có kiểu gen đồng nhất, đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là nhân giống, nhân nhanh đàn giống, nhân nhanh đàn giống, nhân nhanh đàn giống đối với động vật sinh sản chậm, nhân nhanh đàn giống đối với động vật sinh sản chậm. Nhân nhanh các đàn giống vật nuôi mà sinh sản chậm, đặc biệt là đại gia súc như là châu bò. Hoặc là nhân nhanh giống các loài thú quý hiếm. Vậy là đối với những cái loài mà nó sinh sản chậm hoặc là các loài quý hiếm thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp này để chúng ta nhân nhanh cái đàn giống của nó. Thì đó là cái quy trình công nghệ cấy chuyển phôi. Và tiếp tục chúng ta sang một công nghệ tế bào động vật thứ hai cũng rất là phổ biến hiện nay, đó là công nghệ nhân bản vô tính động vật. Công nghệ nhân bản vô tính động vật. Cái công nghệ nhân bản vô tính động vật thì chắc các em đã nghe rồi, đó là cái sự thành công của các nhà khoa học Scotland nhân bản vô tính thành công trên ấn cầu và tạo ra ấn cầu Dolly vào năm 1997. Thì chúng ta có thể tìm hiểu cái quy trình của nó như sau. Chúng ta có thể tìm hiểu cái quy trình tạo cầu Dolly như sau. Đầu tiên chúng ta có cá thể cừu cái một, thì gọi đây là cá thể cừu cái thứ nhất và cá thể cừu cái thứ hai. Từ con cừu cái thứ nhất này, người ta lấy tế bào 2N, tế bào tuyến vú hay là tế bào soma. Ta lấy một tế bào soma và cụ thể nó là tế bào tuyến vú của con cừu cái nhất. Ở con cừu cái thứ hai, người ta lấy một cái tế bào trứng, tế bào trứng. Và bước tiếp theo, người ta loại bỏ nhân của trứng, loại bỏ nhân của trứng đã thu nhận, và người ta lấy cái nhân 2N, người ta lấy nhân 2N của tế bào soma con cừu thứ nhất, và sau đó người ta ghép cái nhân 2N này vào cái trứng đã bỏ nhân, ghép nhân 2N của tế bào soma của cá thể cừu cái thứ nhất vào tế bào trứng của đã bỏ nhân của cá thể cừu cái thứ hai, tạo thành hợp tử nhân tạo 2N. Hợp tử nhân tạo có bộ thể 2N. Và sau đó người ta nuôi cấy nó tạo thành phôi. Nuôi cấy nó trong ống nghiệm tạo thành phôi. Nuôi cấy hợp tử nhân tạo này trong ống nghiệm để hợp tử nhân tạo này phát triển thành phôi.
và người ta cấy phôi vào cá thể, một cá thể cừu cái thứ ba, cừu cái thứ ba. À, chúng ta có thể gọi đây là con cừu mang thai, cừu mang thai hộ. Và cuối cùng phôi này phát triển thành cá thể con và sinh ra cừu đôi. Đây là cái quy trình mà các nhà khoa học Scotland đã tạo ra cừu Dolly bằng phương bằng cái công nghệ nhân bản vô tính động vật. Vậy cái công nghệ nhân bản vô tính động vật này có ý nghĩa gì? Cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng là người ta hoàn toàn, các em thấy rằng con cừu Dolly này được sinh ra từ cá thể cừu cái thứ nhất là cừu cho nhân, cá thể cừu thứ hai là cừu cho trứng và cá thể cừu thứ ba là cừu mang thai. Nhưng con cừu Dolly này nó mang nhân 2N của cừu cho nhân. Như vậy con cừu Dolly này có bộ gen của cừu cho nhân, nhưng nó giống cừu cho nhân. Và như vậy nếu chúng ta muốn nhân bản của cá thể nào đó thì chúng ta chỉ việc lấy nhân của nó ghép với một trứng đã bỏ nhân và chúng ta tạo thành hoạt tử nhân tạo rồi đem nuôi cấy tạo thành phôi. Như vậy chúng ta thấy quy trình này giúp cho chúng ta nhân nhanh, các giống vật nuôi quý hiếm, các giống vật nuôi quý hiếm từ tế bào soma. Trong quy trình này chúng ta có thể nhân nhanh các giống vật nuôi quý hiếm từ tế bào soma mà không cần nhân của tế bào sinh dục. Trong trường hợp này chúng ta không cần nhân của tế bào sinh dục. Như vậy chúng ta lấy ví dụ là chúng ta có một cái con vật nuôi, con chó mèo rất là dễ thương nhưng mà chúng ta chỉ có mình nó thôi và chúng ta muốn tạo ra những con giống hệt nó thì chúng ta phải ứng dụng công nghệ này. Chúng ta ứng dụng công nghệ này từ tế bào soma chúng ta sẽ tạo ra cái con vật giống hệt con vật chúng ta ban đầu mà không cần thông qua cái sinh sản thụ tinh, nghĩa là không cần sự kết hợp của giao tự đực và giao tự cái trong trường hợp này. Cho nên người ta gọi nó là công nghệ nhân bản vô tính, công nghệ nhân bản vô tính. Như vậy giúp nhân nhanh các giống vật nuôi quý hiếm. Và cái thứ hai, một trong những ứng dụng rất quan trọng của cái công nghệ này đó là giúp nhân bản, giúp chúng ta nhân bản các cá thể động vật, giúp nhân bản các cá thể động vật mang gen của người, giúp nhân bản các cá thể động vật mang gen của người. Các cá thể động vật mà mang gen của người thì người ta gọi đó là các động vật, các cá thể động vật biến đổi gen. Thông thường thì những cá thể này không có khả năng sinh sản hoặc là sinh sản rất khó khăn, thì chúng ta có thể nhân bản các thể động vật mang gen của người và từ đó giúp tạo ra các cơ quan nội tạng để cung cấp các cơ quan nội tạng của người để thay thế cho những người có nhu cầu, để thay thế cho những người có nhu cầu mà không sợ bị loại thải, không sợ bị loại thải. Thì thông thường thì khi chúng ta ghép các cơ quan nội tạng thì thường người ta sẽ xảy ra hiện tượng là loại thải các cơ quan do cái sự không tương đồng. Nhưng trong trường hợp này chúng ta nhân bản các động vật mang gen của người và từ đó cái cơ thể của những loại động vật này nó mang cái cơ quan nội tạng của chính con người và từ đó mình dùng cơ quan nội tạng đó mình ghép cho người có nhu cầu, những người bị bệnh thì nó hạn chế hay nó khắc phục được cái vấn đề loại thải trong ghép cơ quan nội tạng của y học. Thì trên đây thầy vừa trình bày với các em một số cái phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào ở động vật cũng như thực vật. Bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc.
cho các em học tốt. Xin chào các em, hôm nay thầy trò chúng ta tiếp tục với chuyên đề số 7, ứng dụng di truyền học. Và trong chuyên đề này chúng ta tiếp tục với bài ngày hôm nay, đó là tạo giống bằng công nghệ gen. Vậy công nghệ gen là gì? Chúng ta đi vào phần 1 lớn là khái niệm. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm công nghệ gen. Thứ nhất, công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc là những sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Như vậy chúng ta có khái niệm như sau. Công nghệ gen là quy trình tạo ra tế bào hoặc là sinh vật có hệ gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Nhắc lại là cái quy trình tạo giống bằng công nghệ gen có nghĩa là cái quy trình tạo ra những tế bào hoặc những sinh vật có thêm gen mới hoặc là có hệ gen của nó bị biến đổi. Như vậy nó có nhiều biện pháp khác nhau để thực hiện quá trình này, nhưng trong đó cái kỹ thuật chuyển gen, em lưu ý thầy là kỹ thuật chuyển gen có nghĩa là chúng ta chuyển một gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Người ta còn gọi đó là kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp. Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp. Kỹ thuật chuyển gen hay còn gọi là kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp đóng vai trò trung tâm. Của công nghệ gen. Kỹ thuật chuyển gen hay còn gọi là kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen. Và trong cái bài ngày hôm nay thì trọng tâm của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình chuyển gen từ sinh vật này sang một sinh vật khác, hay là cái quy trình tạo ADN tái tổ hợp. Như vậy chúng ta sẽ sang phần 2 lớn, quy trình chuyển gen. Và để hiểu quy trình chuyển gen là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ bước 1. Và đầu tiên thầy sẽ cho các em biết là chúng ta sẽ nói sơ bộ là quy trình chuyển gen thì gồm có 3 bước. Và để hiểu quy trình chuyển gen thực hiện như thế nào thì chúng ta tìm hiểu sơ bộ quy trình chuyển gen gồm có 3 bước. Bước 1 là tạo ADN tái tổ hợp. Bước 2 chuyển ADN tái tổ hợp. Vào tế bào nhận. Bước 2 là chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. Và bước 3 phân lập
dòng tế bào. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. Bước 3, phân lập dòng tế bào ADN tái tổ hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước một. Chúng ta đi sâu vào và tìm hiểu từng bước một. Vậy chúng ta đi vào phần thứ nhất, một nhỏ. Tạo ADN tái tổ hợp. Bước 1, tạo ADN tái tổ hợp. Chúng ta có quy trình như sau. Quy trình tạo ADN tái tổ hợp gồm những bước sau. Bước thứ nhất, bước 1, cắt gen cần chuyển. Các gen cần chuyển và plasmid của vi khuẩn. Đầu tiên, chúng ta cắt gen cần chuyển. Chúng ta cắt gen cần chuyển và plasmid của vi khuẩn bằng enzyme cắt. Bằng enzyme cắt. Zetic taza. Bước 1 là cắt gen cần chuyển và plasmid của vi khuẩn bằng enzyme cắt Zetic taza. Và bước thứ 2, chúng ta sẽ nối gen cần chuyển và plasmid của vi khuẩn bằng enzyme nối. Cái enzyme này chúng ta đã học ở trong bài nhân đôi ADN. Bằng enzyme nối ligase. Và như vậy, sau khi nối xong thì chúng ta sẽ có phân tử ADN. Chúng ta sẽ có ADN tái tổ. Như vậy, đây là hai bước để chúng ta tạo ADN tái tổ hợp. Và trong phần này, chúng ta cần lưu ý thầy một số cái điểm lưu ý sau đây. Thứ nhất là gen cần chuyển là gì? Cái gen cần chuyển là cái gen mà chúng ta muốn chuyển nó từ sinh vật này sang sinh vật khác. Thầy lấy một cái ví dụ điển hình, đó là người ta cắt cái gen tổng hợp insulin của người và người ta chuyển cái gen tổng hợp insulin của người sang vi khuẩn, thì cái đó gọi là gen cần chuyển. Cái thứ hai, plasmid plasmid thì chúng ta đã học rồi, là nó là một phân tử ADN. Plasmid là một phân tử ADN nhỏ dạng vòng. Và có trong tế bào chất của vi khuẩn. Và nó có một đặc điểm quan trọng, đó là nó có khả năng nhân đôi độc lập. Nó có khả năng nhân đôi độc lập với ADN trong
vùng nhân của vi khuẩn. Chúng ta biết là vi khuẩn là sinh vật đơn sơ, nó chưa có nhân hoàn chỉnh mà nó chỉ có cái phần từ ADN dạng vòng tập trung ở giữa tế bào chất, người ta gọi là vùng nhân. Thì ngoài cái ADN trong cái vùng nhân đó thì trong tế bào chất của vi khuẩn còn có những phân tử ADN nhỏ dạng vòng, người ta gọi nó là plasmid. Và cái phân tử plasmid này nó có khả năng nhân đôi độc lập và nó hoạt động độc lập với cái ADN trong vùng nhân, và người ta dùng nó để gắn cái gen vận chuyển và chuyển gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Và cái plasmid như vậy, cái vật thể mà nó có thể mang cái gen vận chuyển từ sinh vật này sang sinh vật khác, người ta gọi nó là thể truyền. Thì ngoài việc sử dụng thể truyền là plasmid thì người ta còn sử dụng một số trường hợp khác như là phager là một cái loại virus chuyên xâm nhập vào tế bào vi khuẩn, hay là người ta còn dùng nhiễm sắc thể nhân tạo. Như vậy chúng ta có cái lưu ý thứ hai là thể truyền. Các em cần cái lưu ý thứ hai là thể truyền. Thể truyền là cái vật thể mà nó truyền gen từ sinh vật này sang sinh vật khác. Thì thể truyền có thể là plasmid. Thể truyền có thể là plasmid, có thể là phager hoặc là nhiễm sắc thể nhân tạo. Và thể truyền thì có đặc điểm của thể truyền là đặc điểm của thể truyền đó là như thầy đã nói, đối với plasmid thì có khả năng nhân đôi độc lập, một là có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào nhân, hai là có thể gắn, ngoài việc đó thì nó có thể gắn cái gen của nó vào hệ gen của tế bào nhân. Như vậy thể truyền cần có cái đặc điểm quan trọng đó là cần có đặc điểm là có khả năng nhân đôi độc lập, có khả năng nhân đôi độc lập hoặc nó cũng có khả năng gắn vào hệ gen của tế bào nhân. Tại vì nếu mà thể truyền mà không có khả năng này, thể truyền không có khả năng hoạt động độc lập so với hệ gen của tế bào nhân, hoặc là thể truyền mà không gắn được hệ gen của nó vào hệ gen của tế bào nhân, thì cái gen cần truyền khi đưa vào tế bào nhân nó sẽ cho rất ít sản phẩm, hoặc là có thể là không hoạt động và không cho ra sản phẩm mà chúng ta mong muốn. Thì thể truyền cần có hai đặc điểm đó. Và cái lưu ý tiếp theo các em cần phải nắm đó là enzyme cắt. Về enzyme cắt, Zetric thật ra enzyme cắt Zetric thật ra cái enzyme này nó cắt các phân tử ADN và nó tạo thành các đầu dịch. Thầy lấy ví dụ, nó cắt plasmid như thế này. Nó cắt plasmid, một cái đầu của plasmid là một đoạn ADN A, T, G, X, G, T, A, T. Thì
cái đoạn này chúng ta gọi là đầu dính. Thế à, thế. Thế giả sử đây là cái đầu dính của plasmid thì cái đầu dính của gen vận chuyển nó như thế này. Nó sẽ bổ sung cái đầu dính của gen vận chuyển, nó sẽ bổ sung với đầu dính của gen vận chuyển sẽ bổ sung với đầu dính của plasmid. Thì khi mà chúng ta sử dụng enzyme nối lại với nhau thì hai cái đầu này sẽ bắt cặp bổ sung với nhau, thì hai đoạn này người ta gọi là đầu dính. Còn là ở đây có thể là AAT GX và XG chẳng hạn. Như vậy cái enzyme cắt Z-citrate có thể cắt các phần tử ADN tạo thành các đầu dính. Và chúng ta nhớ là đầu dính của gen vận chuyển và đầu dính của plasmid hay còn thể truyền thì sẽ bắt cặp với bổ sung với nhau trong quá trình chúng ta nối lại với nhau, nó sẽ khớp bổ sung với nhau theo nguyên tắc bổ sung. Như vậy enzyme cắt Z-citrate nó sẽ cắt các phần tử ADN và em lưu ý thì là tạo thành các đầu dính. Thì đó là một số cái lưu ý trong cái bước thứ nhất, đó là bước tạo ADN tái tổ hợp. Chúng ta tiếp tục trong cái quy trình chuyển gen và chúng ta sang bước thứ hai. Như vậy chúng ta đã biết là bước thứ nhất đó là tạo ADN tái tổ hợp và bước thứ hai là chúng ta chuyển ADN tái tổ hợp mà chúng ta đã tạo ra vào tế bào nhân. Như vậy bước thứ hai là chuyển ADN tái tổ hợp. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhân. Thì tế bào nhân tùy cái mục đích, tùy cái nhu cầu của công nghệ gen hay là của công nghệ sinh học nói chung thì người ta chọn cái tế bào nhân là cái đối tượng nào. Nhưng mà trong cái trường hợp em lưu ý thấy là trong trường hợp gen cần chuyển để tạo ra một lượng lớn sản phẩm, cái gen vận chuyển của chúng ta để tạo ra một lượng lớn sản phẩm thì người ta thường dùng cái tế bào nhận, đó là tế bào vi khuẩn E. coli. Trong trường hợp gen cần chuyển được sử dụng để tạo ra một lượng lớn sản phẩm. Thì tế bào nhân thường là vi khuẩn E. coli. Tế bào nhận thường là vi khuẩn E. coli. Và tại sao người dùng cái tế bào vi khuẩn này? Thì tế bào vi khuẩn E. coli có một đặc điểm, đó là nó sinh sản rất nhanh và nó dễ nuôi cấy, sinh sản nhanh và nhanh chóng cho chúng ta thu sinh khối trong cái quy trình nuôi cấy để chúng ta thu được một lượng lớn sản phẩm. Và nó dễ dàng phân lập, cái tế bào vi khuẩn E. coli cũng dễ dàng phân lập trong cái quá trình chuyển gen. Như vậy cái ưu điểm của nó đó là dễ nuôi cấy, và cái thứ hai là nó sinh sản nhanh thì nó nhanh chóng cho chúng ta lượng sinh khối lớn để chúng ta thu lấy sản phẩm. Và cụ thể đó là phải lấy ví dụ cụ thể như là chúng ta chuyển gen tổng hợp insulin của người vào tế bào vi khuẩn của E. coli, sau đó chúng ta nuôi cấy E. coli thì chúng ta sẽ thu được một lượng lớn insulin để dùng điều trị cái bệnh đái tháo đường trong y học. Và cái ưu điểm thứ ba là nó dễ phân lập. Và đây là cái loại vi khuẩn tương đối là phổ biến,
tương đối là phổ biến trong tự nhiên. Nhưng và để chuyển cái ADN tái tổ hợp vào tế bào nhân, thì chúng ta thường có hai biện pháp sau đây, chúng ta có phương pháp nhất, một phương pháp khá phổ biến, đó là phương pháp biến nào. Phương pháp biến nạp là gì? Phương pháp biến nạp có nghĩa là người ta làm biến dạng mạng sinh chất bằng cách là sử dụng muối, canxi, clorua. Sử dụng muối, canxi, clorua và sung điện cao áp. Xung điện cao áp khoảng 5.000V. Em nhớ là xung điện cao áp khoảng 5.000V. Và muối, canxi, clorua và xung điện cao áp 5.000V làm giãn màng sinh chất. Làm giãn màng sinh chất của tế bào. Vậy cái phương pháp biến nạp có nghĩa là người ta sử dụng muối, canxi, clorua và xung điện cao áp khoảng 5.000V làm giãn màng sinh chất của tế bào nhân, tế bào vi khuẩn E. coli. Từ đó nó giúp cho ADN tái tổ hợp có thể lọt vào trong tế bào chất. Thì đó là phương pháp biến nạp. Thì ngoài phương pháp biến nạp là một phương pháp phổ biến, thì người ta còn dùng một phương pháp thứ hai, đó là phương pháp tải nạp. Phương pháp tải nạp có nghĩa là phương pháp người ta sử dụng Phager. Phager là cái loại virus chỉ xâm nhập vào tế bào vi khuẩn. Phager là cái loại virus chỉ xâm nhập vào tế bào vi khuẩn. Thì chúng ta biết rằng các loại Phager này, nó khi nó xâm nhập vào tế bào vi khuẩn thì nó có khả năng nó cài hệ gen của nó vào hệ gen của tế bào vi khuẩn. Như vậy là cái gen cần chuyển, nó mang theo cái gen cần chuyển, thì cái gen cần chuyển có khả năng hoạt động và cho ra cái sản phẩm mà con người mong muốn. Và chúng ta phải sử dụng những loại Phager, những loại Phager mà nó có chu trình tiềm tan, có nghĩa là người ta gọi là Phager ôn hòa. Nó không phá vỡ tế bào vật chủ khi nó xâm nhập thì gọi là virus ôn hòa. Và chúng ta cho nó xâm nhập vào tế bào vi khuẩn, đồng thời thì nó phải mang gen cần chuyển và chúng ta mong muốn. Thì ngoài hai cái phương pháp trên, ngoài phương pháp biến nạp và tải nạp, thì trong một số trường hợp người ta còn sử dụng ngoài ra trong công nghệ sinh học thì con người còn sử dụng một số biện pháp khác, như là sử dụng súng bắn gen hoặc là sử dụng vi kim tiêm. Để đưa gen cần chuyển vào tế bào nhân. Đối với vi kim tiêm này thì thường là người ta sử dụng với những cái tế bào trứng hay là những cái hoạt tử ở động vật bậc cao, thì cái tế bào trứng khá lớn hoặc là cái hoạt tử khá lớn thì người ta có thể sử dụng cái phương pháp vi kim tiêm này. Và chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta làm như vậy thì không phải tất cả tế bào nhân đều nhận được ADN tái tổ hợp,
mà có trường hợp thì có tế bào nhận được ADN tái tổ hợp, có tế bào thì không nhận được ADN tái tổ hợp. Và như vậy chúng ta phải tiến hành bước tiếp theo, đó là chúng ta phân lọc, có nghĩa là chúng ta tìm ra cái tế bào nào đã nhận được ADN tái tổ hợp và để chúng ta đem nuôi cấy. Như vậy chúng ta sang bước thứ ba, đó là bước phân lập dòng tế bào, phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. Và để đối với tế bào vi khuẩn, đối với tế bào vi khuẩn thì khi chúng ta tiến hành trong ống nghiệm thì như thầy đã nói là có tế bào nó nhận được ADN tái tổ hợp và có tế bào nó không nhận được. Chúng ta phải tìm ra cái dòng tế bào nào đã chứa được ADN tái tổ hợp. Thì để phân lập nó, người ta thường sử dụng thể truyền. Thông thường người ta sử dụng thể truyền có gen đánh dấu. Gen đánh dấu. Thầy lấy ví dụ như là gen phát xạ. Gen phát xạ. Hoặc là thể truyền có gen kháng sinh. Người ta thường sử dụng là thể truyền có gen đánh dấu như là gen phát sáng hoặc là gen kháng sinh. Như vậy chúng ta lấy ví dụ như là thể truyền mà có gen phát sáng, như vậy là cái dòng tế bào nào khi mà chúng ta phân lập ra từng dòng tế bào thì dòng tế bào nào nó phát sáng, nó tạo ra cái protein phát sáng của côn trùng, thì như vậy chứng tỏ là nó có mang ADN tái tổ hợp. Và nó mà mang ADN tái tổ hợp thì có nghĩa là nó mang gen cần truyền. Hoặc là cái dòng tế bào nào mà nó tạo ra kháng sinh, nó sinh ra kháng sinh thì chứng tỏ là nó có ADN tái tổ hợp. Và nó có ADN tái tổ hợp thì có nghĩa là nó có mang cái gen cần truyền mà con người chúng ta mong muốn. Như vậy khi đó chúng ta sẽ phân lập nó và chúng ta đem nuôi, chỉ nuôi cấy những dòng tế bào như thế thôi thì nó mang lại hiệu quả cao trong cái quá trình chúng ta nuôi cấy để tạo sản phẩm. Như vậy là thầy vừa giới thiệu với các em ba bước trong quy trình tạo ADN tái tổ hợp hay là trong kỹ thuật chuyển gen mà nó là trung tâm của công nghệ gen. Bây giờ chúng ta tiếp tục với phần hai lớn của thằng bài, đó là thành tựu của công nghệ gen. Thành tựu của công nghệ gen. Như vậy là chúng ta thấy trong cái quy trình chuyển gen hay là công nghệ gen nói chung, nó có thể chuyển gen của người sang tế bào vi khuẩn và nuôi cấy vi khuẩn giúp cho gen của người hoạt động tạo ra những sản phẩm mà con người mong muốn. Ví dụ như là vi khuẩn E. coli mang gen tổng hợp insulin của người, hay là chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về một số thành tựu khác. Nhưng mà chúng ta thấy là vi khuẩn có thể mang gen của người. Như vậy công nghệ gen nó giúp tạo ra cái ADN tái tổ hợp và giúp tổ hợp cái bản chất di truyền của những loài đứng rất xa nhau trong bậc thang tiến hóa, mà những phương pháp lai thông thường chúng ta đã học không thể làm được thì công nghệ gen có thể tiến hành được. Như vậy cái thành tựu nổi bật của công nghệ gen đó là giúp tái tổ hợp vật chất di truyền của các loài rất xa nhau
trong bậc thang tiến hóa. Như vậy, nó giúp tái tổ hợp vật chất di truyền của những loài rất xa nhau trong bậc thang tiến hóa, mà các phương pháp thông thường như là lai, chúng ta đã học là lai tế bào soma hay là lai xa kèm đa bộ hóa thì không thể làm được. Thì nhờ công nghệ gen chúng ta có thể làm được cái biện pháp này, chúng ta có thể làm điều này. Và cái thành tựu thứ hai, cái thành tựu cụ thể đó là nó tạo ra sinh vật biến đổi gen, tạo ra các loại sinh vật biến đổi gen, tạo ra sinh vật. Một cái thành tựu cụ thể đó là tạo ra sinh vật biến đổi gen. Vậy sinh vật biến đổi gen là gì? Thì các em cần nắm thấy khái niệm, cái khái niệm về sinh vật biến đổi gen. Sinh vật biến đổi gen là những sinh vật được con người làm biến đổi hệ gen. Sinh vật biến đổi gen là những sinh vật mà được con người làm biến đổi hệ gen. Và con người làm biến đổi hệ gen của nó để phục vụ lợi ích, để phục vụ lợi ích của con người. Như vậy, sinh vật biến đổi gen là sinh vật có hệ gen bị con người làm biến đổi, hay là bị con người làm biến đổi hệ gen của nó để phục vụ lợi ích của con người. Và cái thứ hai các em cần nắm thầy đó là cái phương pháp tạo sinh vật biến đổi gen. Phương pháp tạo sinh vật biến đổi gen thì thông thường người ta có ba phương pháp. Thứ nhất là làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen. Cái phương pháp thứ hai mà con người chúng ta thường sử dụng để tạo ra sinh vật biến đổi gen mà chúng ta đã học đó là làm cho sinh vật có thêm gen mới. Làm cho sinh vật có thêm gen mới. Và cái biện pháp thứ ba là làm bất hoại một gen. Ở trên là làm biến đổi thì nó vẫn thực hiện một chức năng, nó thực hiện một chức năng có thể là khác đi so với chức năng ban đầu của nó. Còn cái thứ hai là làm sinh vật có thêm gen mới, và cái biện pháp thứ ba là làm bất hoại một gen có sẵn trong hệ gen. Làm bất hoại có nghĩa là cái gen này không hoạt động nữa. Như vậy đây là ba phương pháp để con người chúng ta tạo ra một sinh vật biến đổi gen. Thì đó là giới thiệu sơ lược với các em về thành tựu của công nghệ gen. Và sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về công nghệ tạo giống ở động vật, thực vật và vi sinh vật bằng công nghệ gen. Và chúng ta tiếp tục với một số cái thành tựu trong công tác tạo giống bằng công nghệ gen. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, bọn nhỏ tạo giống. Tạo giống động vật chuyển gen. Chúng ta đi vào phần thứ nhất đó là tạo giống động vật chuyển gen. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về mục đích.
định. Cái mục đích thứ nhất trong cái việc mà chúng ta tạo ra những cái loài động vật nó có sự nó là những loài động vật chỉnh gen, thì mục đích thứ nhất là tạo ra các giống động vật. Mục đích thứ nhất là nhằm tạo ra các giống động vật. Tạo ra các giống động vật có năng suất và chất lượng cao hơn. Năng suất và chất lượng cao hơn. Đầu tiên là chúng ta tạo ra giống động vật có mà nó cho sản phẩm có năng suất và chất lượng cao hơn. Cái mục đích thứ hai là tạo ra động vật, tạo ra các giống động vật có thể cho sản phẩm, cho sản phẩm. Cái sản phẩm này dùng để chữa bệnh cho con người, dùng để chữa bệnh cho con người. Cái mục đích thứ hai là chúng ta tạo ra những giống động vật mà những giống động vật này nó có thể cho những cái sản phẩm có thể dùng để chữa bệnh cho con người, hoặc là phục vụ trong công nghiệp, hoặc là chữa bệnh, hoặc là phục vụ nhu cầu của con người. Phục vụ nhu cầu của con người. Thì đó là mục đích chính của chúng ta khi chúng ta tiến hành chuyển gen ở động vật. Và cái thứ hai, chúng ta đi sang phần hai B nhỏ là phương pháp. Thì như thầy đã nói ở phần trên, đó là đối với các loài động vật bậc cao, các loài động vật mà vật nuôi hay là các loài đại gia súc mà chúng ta nuôi trong chăn nuôi trồng trọt, trong nông nghiệp như là trâu, bò, dê, cừu, thì đây là những loài động vật tương đối lớn và cái tế bào trứng của nó hay hợp tử của nó thì có kích thước khá lớn. Ngay như ở con người chúng ta thì cái tế bào trứng là cái tế bào lớn nhất của cơ thể con người mà chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường. Thì cái phương pháp phổ biến nhất để tạo động vật chuyển gen đó là người ta dùng phương pháp vi kim tiêm. Người ta sử dụng cái phương pháp phổ biến, phương pháp phổ biến là sử dụng vi kim tiêm để đưa gen cần chuyển vào hợp tử ở giai đoạn nhân nòng. Đưa gen cần chuyển vào hợp tử ở giai đoạn nhân nòng. Vậy giai đoạn nhân non là gì? Thì chúng ta lưu ý thầy, cái giai đoạn nhân non là giai đoạn và nhân của trứng và nhân của tinh trùng, là giai đoạn mà nhân của trứng và nhân của tinh trùng chưa hòa hợp thành một. Thì thông thường thì người ta thu nhận trứng và tinh trùng ở các loài động vật cụ thể như là trâu, bò, dê, cừu
và người ta cho nó thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh trong ống nghiệm, và cái giai đoạn mà nhân của trứng và nhân của tinh trùng chưa hòa với nhau thành một thì người ta gọi nó là giai đoạn nhân nòng. Và ở cái giai đoạn này thì người ta sẽ tiến hành dùng vi kim tiêm và đưa cái gen cần truyền, đưa cái gen cần truyền vào cái hợp tử, và sau đó người ta sẽ nuôi cái hợp tử này cho nó tạo thành phôi ở trong ống nghiệm, và tiếp theo người ta sẽ cấy cái phôi này vào cơ thể một con vật cái nào đó, vào một cơ thể một con cái, và cho nó phát triển thành bào thai và sẽ sinh ra một con vật, một động vật chuyển gen, động vật chuyển gen. Thì đây là phương pháp phổ biến. Ngoài phương pháp này thì người ta còn dùng một phương pháp khác, đó là đưa gen cần truyền. Người ta có thể đưa gen cần truyền vào tinh trùng ở động vật, đưa gen cần truyền vào tinh trùng, sau đó cho thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cho thụ tinh trong ống nghiệm, để tạo thành hợp tử, tạo hợp tử mang gen cần truyền. Như vậy, đây là hai phương pháp phổ biến mà người ta thường dùng để tạo động vật chuyển gen. Vậy thì chúng ta đã đạt những thành tựu gì? Chúng ta sang C nhỏ là một số thành tựu. Số thành tựu trong cái việc trong công nghệ tạo động vật chuyển gen. Cái thành tựu thứ nhất đó là người ta tạo ra giống cừu. Người ta tạo ra giống cừu và trong sữa của nó tạo ra giống cừu trong sữa của nó có huyết thanh của con người. Có huyết thanh của người. Có huyết thanh của người. Có nghĩa là người ta tạo ra giống cừu mang gen người, và cái giống cừu này nó cho ra sữa, thì sữa của nó có mang huyết thanh của người. Và sau đó thì người ta tách chiết lấy huyết thanh để điều trị một số bệnh như là bệnh u sơ nang và một số bệnh về đường hô hấp. Và sau đó thì người ta tách chiết lấy huyết thanh, tách chiết lấy huyết thanh để điều trị bệnh u sơ nang. Ta tách chiết lấy huyết thanh điều trị bệnh u sơ nang và một số bệnh về đường hô hấp ở người, và một số bệnh về hô hấp. Thì đó là cái thành tựu là tạo ra giống cừu chuyển gen. Và cái thành tựu thứ hai là người ta tạo ra giống bò chuyển gen. Tạo giống bò chuyển gen. Thì người ta cũng bằng cái giống như phương pháp tạo ra cừu chuyển gen thì người ta tạo ra giống bò chuyển gen. Và trong cái sữa bò có chứa R protein. R protein của người. Và từ cái sản phẩm là R protein này thì người ta sản xuất ra cái sản phẩm khác là protein C. Và cái sản phẩm protein C này người ta dùng để chữa bệnh. Người ta dùng để chữa bệnh
máu món cục gây tắc mạch, máu món cục gây tắc mạch ở người. Như vậy là từ cái sản phẩm R protein của người ở trong sữa bò thì người ta sẽ sản xuất ra cái protein C, và protein C này dùng để chữa bệnh máu món cục gây tắc mạch ở người. Thì đó là cái hành động tạo giống bò chuyển gen. Hay là ngoài ra chúng ta có một số hành động khác. Ngoài ra người ta còn tạo ra giống dê, hay là tạo ra giống dê mang gen tổng hợp tơ nhện. Chúng ta biết là người ta còn tạo giống dê mang gen tổng hợp tơ nhện ở trong sữa, và từ cái protein tơ nhện ở trong sữa người ta có thể kém cái sợi tơ và sẽ dùng để dệt áo chống đạn. Nghe biết là cái tơ nhện là cái sợi tơ tự nhiên rất là bền, và người ta có thể dùng nó để sản xuất áo chống đạn. Hay là người ta tạo ra chuột, rồi tạo ra chuột thỏ, các giống chuột với thỏ mang gen phát sáng. Mang gen phát sáng của sứ. Hay là người ta tạo ra cái giống chuột mang gen tổng hợp sữa tai ở người, tạo ra giống chuột nó mang gen tổng hợp cái sụn tai, cái sụn bạch tai ở người. Như vậy đội cái con chuột nó mang cái gen tổng hợp cái sụn tai ở người. Và nếu mà những người nào mà họ bị bệnh dị tật bẩm sinh, hoặc là họ bị tai nạn mà họ không có vành tai, thì các bác sĩ họ có thể dùng cái sụn tai này để họ cấy ghép cho những người đó, để tạo cái tạo hình về mặt thẩm mỹ cũng như là về cái khả năng nghe vân vân. Thì đó là một số thành tựu trong cái công cuộc tạo giống động vật chuyển gen và bằng công nghệ gen. Chúng ta tiếp tục với phần hai nhỏ. Cái thành tựu thứ hai đó là một số thành tựu trong quá trình tạo giống, trong quy trình tạo giống thực vật chuyển gen, tạo giống thực vật chuyển gen. Thứ nhất là chúng ta cũng đi vào phần A nhỏ là mục đích. Thì cái mục đích đầu tiên của con người trong quá trình tạo giống đó là chúng ta tạo ra các giống cây trồng. Tạo ra các giống cây trồng có năng suất. Có năng suất. Mà cụ thể thường là năng suất về cái hàm lượng tinh bột, hay là hàm lượng đường, hàm lượng tinh bột hay hàm lượng đường vân vân cao hơn. Tạo ra giống cây trồng có năng suất cao hơn, mà cụ thể là cái năng suất đây thường là chúng ta tạo ra cái giống cây trồng có năng suất về cái hàm lượng tinh bột hay là hàm lượng đường nó cao hơn so với cái giống ban đầu. Ngoài ra thì chúng ta còn tạo ra cái giống cây trồng nó sản xuất mà nó cho ra những cái sản phẩm để phục vụ nhu cầu lợi ích của con người. Tạo ra cái giống cây trồng cho sản phẩm phục vụ lợi ích của con người. Phục vụ lợi ích của con người.
chúng ta lấy ví dụ như là các sản phẩm của thực vật mà chúng ta mong muốn như là kháng thể hay là chất dẻo. Các thực vật có thể tạo ra chất dẻo. Và cái mục đích thứ ba đó là chúng ta rút ngắn thời gian tạo giống. Rút ngắn thời gian. Tạo giống cây trồng. Vậy nên thì có hàng trăm, hàng nghìn loại thực vật để chúng ta đã tạo ra bằng công nghệ con đường sử dụng công nghệ gen. Thì đó là mục đích của chúng ta. Và chúng ta sang phần thứ hai, B nhỏ, đó là phương pháp. Cái phương pháp thì phổ biến nhất thì chúng ta vẫn chuyển gen. Chúng ta vẫn sử dụng phương pháp chuyển gen bằng plasmid. Hoặc là bằng virus. Bằng virus phager, virus. Và chúng ta xin lỗi em là virus chứ không phải phager nhé. Chúng ta lấy ví dụ cụ thể như là virus hạt thuốc lá. Virus hạt thuốc lá là một loại virus mà chúng ta có thể sử dụng để chuyển gen ở thực vật. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp, cái phương pháp như là vi kim tiêm. Sử dụng vi kim tiêm đối với tế bào trần. Sử dụng vi kim tiêm đối với tế bào trần. Thì trong bài trước chúng ta đã học tế bào trần, đó là tế bào mà chúng ta đã loại bỏ thành cellulose. Thì đối với tế bào này chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp vi kim tiêm để đưa gen vận chuyển vào tế bào này. Hay là chúng ta có thể sử dụng biện pháp chuyển gen từ biện pháp chuyển gen vào ống phấn trong quá trình thụ phấn. Chuyển gen vào ống phấn vân vân. Như vậy chúng ta có khá là nhiều biện pháp để chúng ta chuyển gen vào tế bào thực vật để tạo ra giống thực vật chuyển gen. Và chúng ta sang cái phần C nhỏ, đó là một số thành tựu. Một số thành tựu thì đối với các giống thực vật thì chúng ta có khá nhiều thành tựu tạo trong cái quá trình tạo giống thực vật bằng công nghệ chuyển gen. Chúng ta thể lấy một số thành tựu như sau, như là tạo giống cà chua có gen tạo ethylene bị bất hoạt. Tạo giống cà chua có gen tạo ethylene bị bất hoạt. Thì chúng ta đã biết là trong hóa học thì ethylene là một hợp chất hữu cơ, là một cái chất hữu cơ mà C2H4, đúng không? Nhưng mà trong cơ thể thực vật thì ethylene lại là một hormone ức chế quá trình sinh trưởng mà chúng ta đã học trong chương trình sinh học 11. Thì ethylene nó gây rụng lá, nó làm cho quả chín. Như vậy tạo giống cà chua mà có gen ethylene bị bất hoạt, như vậy làm cho quả cà chua làm chậm quá trình chín ở quả cà chua, và như vậy nó giúp cho chúng ta có thể vận chuyển cà chua đi xa và bảo quản lâu hơn. Hay là cái thành tựu thứ hai là tạo giống lúa gạo vàng. Tạo giống lúa gạo vàng như vậy cái giống lúa này nó có mang gen tổng hợp beta carotene. Cái giống lúa này có mang gen
tổng hợp. Beta carotene. Thì chúng ta biết rằng là beta carotene là tiền tố vitamin A. Nó chưa phải là vitamin A, mà khi vào cơ thể con người, sau khi hấp thụ vào cơ thể con người nó mới chuyển hóa thành vitamin A. Và vai trò của vitamin A thì chúng ta biết rồi, và nó rất cần cho cái quá trình sinh trưởng phát triển ở con người. Cho nên là tạo giống lúa gạo vàng, cái giống lúa, các giống gạo bình thường thì nó không mang, nó mang rất là ít, mà chủ yếu là nó cái cám ở phía ngoài của hạt gạo thì nó mang protein, mang cái vitamin nhóm B, còn lại thì nó hầu như là có rất ít cái vitamin nhóm A. Và người đã tạo ra giống lúa gạo vàng này thì nó mang gen có khả năng tổng hợp beta carotene và nó cung cấp một lượng lớn vitamin A cho cơ thể con người. Hay là người ta tạo ra giống cà chua tím, hay người ta còn gọi là siêu cà chua, người ta còn gọi đó là siêu cà chua. Siêu cà chua, cái giống siêu cà chua này nó có mang gen tổng hợp anthocyanin. Đây là một hợp chất có khả năng làm chậm quá trình ung thư. Làm chậm quá trình ung thư. Hay là người ta có thể tạo ra giống đu đủ. Tạo giống đu đủ kháng virus. Tạo giống đu đủ kháng virus. Hay là tạo giống bông kháng sâu bệnh, vân vân và vân vân. Như vậy có rất nhiều cái ứng dụng trong công nghệ chuyển gen ở tế bào thực vật, tạo ra cái giống cây trồng mang lại những lợi ích cho con người trong quá trình trong chăn nuôi và trong trồng trọt. Chúng ta sang cái phần cuối cùng trong cái bài ngày hôm nay, đó là các hành tựu trong cái công tác tạo giống vi sinh vật, tạo giống vi sinh vật chuyển gen. Thì vi sinh vật chuyển gen đó là một trong những đối tượng mà chúng ta ứng dụng để rất là phổ biến và tương đối là đơn giản, dễ dàng hơn so với thực vật và động vật trong công tác chuyển gen. Thì đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu về cái mục đích của cái hành tinh này, đó là chúng ta tạo vi sinh vật chuyển gen, tạo giống vi sinh vật chuyển gen nhằm tạo ra cái giống vi sinh vật mà cái giống này có khả năng sản xuất ra các sản phẩm phục vụ lợi ích con người, và phổ biến nhất đó là để sản xuất thuốc chữa bệnh. Hay là để sản xuất vaccine. Hay là sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp. Vâng. Đây là cái đối tượng mà chúng ta sử dụng rất phổ biến để sản xuất ra, để chuyển gen và sản xuất ra những sản phẩm mà con người mong muốn, đặc biệt là trong y học. Chúng ta sản xuất ra những cái sản phẩm chữa bệnh hay là vaccine dùng để phòng bệnh,
và cái sản phẩm công nghiệp mà chúng ta mong muốn. Và cái thứ hai là cái biện pháp hay là cái phương pháp chủ yếu. Thì đối với các loại vi sinh vật, phần lớn đó là vi, đối với vi khuẩn, đối với sinh vật đơn sơ, đối với vi khuẩn thì cái phương pháp chủ yếu đó là chúng ta sử dụng plasmid mà chúng ta đã học ở trên. Ta sử dụng plasmid làm thể truyền để chuyển gen, hay là đối với một số loài sinh vật hiện thực như là thì ví dụ như là ở nấm men, ở nấm men là sinh vật hiện thực thì chúng ta có thể sử dụng nhiễm sắc thể nhân tạo, sử dụng nhiễm sắc thể nhân tạo IAC, sử dụng nhiễm sắc thể nhân tạo IAC để chuyển gen ở nấm men bánh mì, nấm men mà được gọi lên men bột bánh mì, thì chúng ta sử dụng nhiễm sắc thể nhân tạo IAC. Và chúng ta sang phần cuối cùng đó là một số thành tựu, một số thành tựu. Cái thành tựu nổi bật đó là chúng ta tạo chủng vi sinh vật hay là chủng vi khuẩn E. coli, tạo chủng vi khuẩn E. coli có mang gen, có mang gen tổng hợp insulin của người, có mang gen tổng hợp insulin của người. Chúng ta biết rằng insulin là cái hormone do tuyến tụy tiết ra để giúp gan điều hòa cái lượng đường trong máu sau bữa ăn của chúng ta, hay là sau khi chúng ta ăn các thực phẩm mà có nhiều đường, thì chính insulin này sẽ giúp cho gan điều hòa lượng đường trong máu, đưa cái lượng đường trong máu về cái trạng thái ổn định cân bằng. Nhưng mà nếu do một lý do nào đó mà cơ thể con người chúng ta không sản xuất ra được insulin, hoặc là sản xuất ra cái lượng insulin không đủ, thì khi đó cái lượng đường trong máu ta tăng lên, tăng cao lên, và khi đó thận nó sẽ bài tiết, nó sẽ đào thải cái đường gluco qua đường nước tiểu, và trong đó cái này thì y học họ gọi là đái tháo đường, đái tháo đường. Và để chữa bệnh thì người ta phải dùng insulin, và trước đây thì thường là người ta tách chiết cái insulin này từ tuyến tụy của con bò hoặc là của heo thịt. Trong quá trình thịt heo thì người ta lấy tuyến tụy của heo hoặc là tuyến tụy của con bò, người ta tách chiết ra lấy insulin. Thì quá trình này rất là phức tạp và khó khăn, và như vậy thì rất là tốn kém. Khoảng tuyến tụy của 200 con bò người ta mới thu được một liều insulin để dùng cho người bị bệnh đái tháo đường. Như vậy là rất là tốn kém, mà cho nên là người ta mới gọi, trước đây người ta gọi cái bệnh tiểu đường đó là bệnh của nhà giàu. Nhưng mà ngày nay nhờ cái công nghệ chuyển gen mà chúng ta đã học ở trên, thì chúng ta chuyển cái gen tổng hợp insulin của người vào tế bào vi khuẩn E. coli nhờ plasmid, nhờ plasmid, và từ đó là chúng ta chỉ nuôi cái chủng vi khuẩn này và là sản xuất ra một lượng sinh phôi lớn và tạo một lượng lớn insulin dùng để chữa bệnh cho người tiểu đường. Và hiện nay thì những người bệnh nhân tiểu đường hay gọi là đái tháo đường thì tiếp cận insulin một cách dễ dàng hơn. Thì đó là một cái thành tựu rất là nổi bật. Hay là cái thành tựu thứ hai đó là chúng ta cũng tạo ra chủng vi khuẩn E. coli, chủng vi khuẩn E. coli có mang gen, có mang gen tổng hợp của chất, tổng hợp tạo ra cái chủng vi khuẩn E. coli có mang gen tổng hợp soma, chất gọi là soma tostatin, tostatin. Soma tostatin là một hormone do cái vùng dưới đồi của ở não chúng ta sản xuất ra, và soma tostatin này thì nó có vai trò là nó điều hòa cái lượng hormone sinh trưởng GH và insulin đi vào máu, điều hòa cái lượng insulin
và hormone sinh trưởng GH đi vào máu. Và chúng ta tạo ra cái chủng vi khuẩn có mang gen tổng hợp somatostatin trong cái điều trị bệnh ý ạ. Và trong những trường hợp là những người mà thiếu somatostatin. Và với người ta lấy một ví dụ đó là để tổng hợp ra 5 mg, để tổng hợp ra 5 mg somatostatin, người ta có thể tách chiết được 5 mg somatostatin từ 7,5 lít dịch nuôi cấy chủng vi khuẩn E. coli nói trên. Và cái lượng 5 mg này thì đã tương đương với lượng tách chiết người ta ước tính là từ 7,5 lít dịch nuôi cấy, người ta tách chiết được 5 mg somatostatin thì nó tương đương với lượng somatostatin tách chiết được từ 500.000 con cừu. Vậy các em thấy là cái lượng rất là lớn, cái lượng chỉ cần khoảng 5,7 lít dịch nuôi cấy thì cái lượng mà somatostatin người ta thu được nó tương đương với cái lượng tách chiết từ não của 500.000 con cừu. Các em thấy là cái lượng sản xuất là rất lớn. Thì ngoài hai cái ví dụ điển hình mà thầy vừa mới trình bày với các em thì chúng ta còn rất nhiều cái ứng dụng trong quá trình chuyển gen ở vi khuẩn, ở vi sinh vật nói chung. Ví dụ như chúng ta tạo ra vaccine để phòng tránh viêm gan B, viêm gan C, vân vân. Rồi chúng ta tạo ra các loại chủng vi khuẩn có thể là dùng để làm tạo ra thuốc trừ sâu, rồi chúng ta phân hủy dầu loang, rồi tạo ra chủng vi khuẩn sản xuất vaccine phòng viêm gan B, phòng bệnh viêm gan B và rất nhiều bệnh khác của trẻ em ngày nay. Chúng ta có một số loại vaccine như là vaccine 5-1 hay vaccine 6-1, đó đều là những loại vaccine được tạo ra bằng công nghệ gen. Thì bài hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các em và chúc các em học tốt. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.